Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào đại chúng nhân linh. Xin hỏi các vị có nghe rõ không? Thì cảm ơn rất là nhiều. Sáng nay chúng ta học tiếp theo, bài học tiếp theo là bài kinh Tiếng Động Rừng Sâu. Tiếng Động Rừng Sâu. Thì theo để trong chú giải á, theo trong chú giải đó thì có một vị thọ thần ở trong rừng ấy, vị này vốn là cái người gọi là Đanh Thát Phin Nha, Đanh Thát Phanh Nha, Đanh Đanh Thát Đanh Thát Phanh Nha, tức là cái người chậm lục đó, cái người mới trí, cái trí trí chậm chứ không có nữa, trí trí tuệ chậm chạp và không có quen với cái, tuy là thọ thần sống trong rừng nhưng mà cái chuyện mà sẽ làm thọ thần cái này là do một cái tiền nghiệp quá khứ thôi, chứ còn trước mắt thì vị này không có an lạc với cái đời sống cô độc quạnh quẽ trong rừng. Thì mỗi khi mà những ngày vắng, những buổi trưa vắng không người ở trong rừng không thấy ai đó, thì vị này cảm thấy rất là cô quạnh và cảm thấy không có an lạc với cái đời sống của mình. Thì vì này khi gặp Đức Phật á, thì vì này có nói đến cái suy nghĩ đó, nói suy nghĩ là mình cảm thấy rất là cô quạnh, phải sống một mình như vậy. Thì Đức Phật này dạy rằng đối với Ngài nói riêng và đối với những người tu hành nói chung đó, là trong cái bối cảnh như vậy đó, thì cái cơ hội mà mình tu tập luyện pháp nó sẽ nhiều hơn. Để ý như vậy, ý như vậy. Bài kinh này thì nói đúng là bài kinh này thì nó cũng như một số bài kinh khác là chúng ta có thể không cần xem chú giải vẫn có thể hiểu được. Chúng ta chỉ nhờ đến chú giải trong những trường hợp đặc biệt nào đó thôi, chứ trong bài kinh này thì không có ý nghĩa gì đặc biệt phải chú giải. Và cả trong chú giải thì chỗ bài kinh này, cảm ơn bài kinh này đó, thì cũng chỉ nói sơ qua thôi, chỉ nói sơ qua thôi, có nghĩa là nhưng mà nói sơ qua cũng không có nghĩa là chúng ta không có chuyện để nói về bài kinh này. Đó là tôi nhớ hôm trước trong một bài giảng nào đó tôi có từng nhắc qua một chuyện, đó là cái bản chất tự nhiên của đời sống đó, nó chưa đủ để nói lên cái gì hết, mà cái nó phải cần đến cái cảm nhận của cái người có mặt ở trong cái hoàn cảnh đó nữa. Đây là một chuyện rất là quan trọng. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cái sự đông đúc vui vầy đoàn tụ, nếu mà nói trên hình thức á, trên mặt giấy, trên chữ nghĩa thì cái sự đông đúc sum vầy hội tụ của những tình thân, dù huyết thống hay bè bạn láng giềng, thì đó là một cái chuyện rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà trong thực tế theo tôi biết đó, thì đối với một số người đó thì nó là cả một cái tình hình. Dạ, điều đó có nghĩa là mình thấy rõ ràng đó là cái ý nghĩa của đời sống, cái cảm nhận của mình về đời sống đó, nó không phải ở ai cũng giống như nhau. Tôi nói rồi, cái sự đoàn tụ xung vầy đối với người này nó là một cái điều hay, nhưng mà đối với một người khác thì nó là một cái điều khó chịu. Chứ hình như ngày hôm qua có một Phật tử đến thăm tôi, họ từ lâu rồi họ rất là mỏi mệt, họ rất là mỏi mệt với cái chuyện mà đông đúc xung vầy của nhiều người đó. Cho nên họ nói với tôi rằng là họ sẽ rất là sợ, họ sẽ rất là sợ nếu mà trong một ngày cuối tuần nào đó, trong một cái dịp lễ lạc nào đó mà họ phải lo cái lắng cái chuyện ăn uống rồi họp mặt của năm ba người, họ nói đối với họ cái chuyện đó nó rất là dễ sợ, là bởi vì lý do là họ không biết nói gì cho một cái đám đông như vậy, dù đó là từng lời gồm những người trong thân thuộc. Và tôi rất đồng ý ở đó. Có nghĩa rằng có nhiều lúc trong đời sống này cái sự cô quạnh nó là một cái
thế giới rất là đẹp, rất là riêng tư, rất là dễ thương, rất là độc lập cho mình. Và ngược lại có những người thì họ sợ cái đó, sợ sự cô quạnh. Tôi biết một ông cụ bên Thụy Điển, có con cháu ở bên Mỹ, rồi sau khi mà bà vợ của ông bên Thụy Điển, hai vợ chồng bên Thụy Điển thì chỉ có một bà mẹ, ông sống với một bà mẹ, với vợ ông và bà mẹ vợ thôi, cộng với ông nó là ba người. Thì bà mẹ vợ mất sớm, mất trước, mất cách đây khoảng chừng mười mấy năm gì đó, và tiếp theo đó là vợ mất, và cái người sau cùng là ông. Thì lớn tuổi lắm, ông cụ lớn tuổi lắm rồi, thì cái ông cụ được đưa vào trong nhà già của Thụy Điển ấy. Rồi chuyện kể lại là suốt mấy năm trời trước khi mất ấy, thì chiều chiều ông hay ra ngoài cái ban công của cái nhà già đó, ông nhìn xuống đường, ông nhìn xuống chỗ đậu xe, và cặp mắt ông không có rời chỗ đó, ông cứ ngồi ông nhìn chăm chăm giống như ông đợi ai. Thì những cái người bạn già mà chung một cái nhà già thì dưỡng lão của ông ấy, họ hỏi, họ biết ông rất là neo neo đơn, rất là đơn chiếc, ông chỉ có một mình thôi, dường như vậy thì ông trông chờ cái gì, và ông tại sao cứ thích ngồi chỗ đó. Thì ông cụ nói rằng tôi biết tôi không có người thân ở đây, nhưng mà tôi chỉ nhưng mà nếu mà con cháu tôi ở xa đó, mà tôi ở bên Pháp hoặc là bên Mỹ mình có qua thăm tôi, thì nó sẽ từ cái chỗ đậu xe này nó đi lên. Đó là lý do tại sao ngày nào tôi cũng nhìn xuống đó, mặc dù tôi nó không hề nói nó sẽ qua thăm tôi, không hề có thao từ email điện thoại, không hề có, nhưng mà tôi chỉ biết là nếu mà tụi nó có qua đó thì nó sẽ lên đây từ cái chỗ đó đó, nó đậu xe ngay chỗ đó rồi nó sẽ đi lên. Thì cho đến ngày ông mất thì thôi, chứ còn những hôm ông khỏe, ông có thể ra ngoài ông ngồi thì ông nhìn xuống, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Và có những người đó thì họ coi cái sự mà một mình, cái sự cô đơn đó, nó làm cái hay. Tôi không dám nói tôi là thiền sư hành giả gì hết, nhưng phải nói là từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi tôi gần như là tôi không có trông chờ một cái cuộc gọi điện thoại nào hết, và đã lâu lắm rồi tôi không biết giao thừa là gì, và đã từ lâu lắm rồi tôi không có hình dung được là có ai đó có đủ hấp lực để khiến tôi có thể nói chuyện điện thoại mà hơn 10 phút mà không nghe, trừ ra công việc thôi, trừ ra công việc cần thiết. Chứ còn nếu không phải vì công việc mà chỉ là hàn huyên, chỉ là trao đổi chuyện trên trời dưới đất mưa nắng, thì đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác đó nữa, tôi không có trông chờ điện thoại của ai hết, và cũng không thể nói chuyện lâu với ai hết. Thì cho nên tôi trong một bối cảnh đó, nếu mà phải làm việc với ai lâu đó, thì tôi rất là ngại. Chẳng hạn như chỉ nhẹ nhàng nhất đó là cái rung này, nó là tâm huyết của tôi, nó là một phần thiện chí của tôi, nó là một phần ý nghĩa sống của tôi. Vậy mà các vị biết có bữa đó tôi thức khuya quá đó, tới sáng tôi để cái alarm để tôi giật mình, để tôi thức dậy, tôi đi vô trong trong, mà khi mà cái nó reo đó tôi cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù tôi biết đây là chuyện cần làm mà tôi cũng cảm thấy khó chịu. Để lâu rồi không có phải bị lệ thuộc vào một cái sự một cái khuôn phép nào đó nó quen. Thì hồi nãy giờ tôi nói các vị nghe có vẻ như là tôi đang muốn nói ngoài lệ, nhưng cái quan trọng tôi muốn nói là gì, đó là cái đời sống này đó nó là đắng hay là ngọt, bối cảnh nào đi nữa đó thì nó tùy thuộc vào cái đời sống tâm lý của mình. Cái gì đó rất là quan trọng. Sẽ có một ngày mà tất cả tiền bạc, tất cả tình thân nó sẽ không có giá trị vì gì với chúng ta hết. Lý do là bởi vì lúc đó chúng ta già rồi, tiền bạc dùng vào chuyện gì, tình thân con cháu thì hồi nãy tôi nói ông cụ cũng mong ngóng, nhưng mà không phải ai cũng vậy. Và sẽ có một ngày mình phải đối diện với cái bốn bức tường chung quanh, mình ngồi ngó đèn khuya với cái bóng của mình trên vách ấy. Cho nên làm gì thì làm, chúng ta phải nhận với nhau một điều là chúng ta đến đời này cô đơn, và chúng ta cũng sẽ ra đi cô đơn. Sợ nhất là cuối đời mà không được ra đi thanh thản, mà phải trải qua vài năm nằm liệt giường, thì lúc đó mọi sự nó còn nặng nề đến bao nhiêu nữa. Phải học sống cô đơn, thưa quý vị, phải học sống cô đơn. Làm gì thì làm, chồng vợ bạn bè cha mẹ con cái họ có như chia sẻ chúng ta đến đến một mức nào đi nữa đó, thì họ cũng vẫn chỉ là cái người đứng ở một bên thềm ngoài, ở ngoài hiên trước của cuộc đời mình thôi. Cho nên một
cái người mà có khả năng sống an lạc với riêng mình thì người bên Tây phương họ gọi đó là cái người mạnh nhất, mạnh nhất, người người dũng mạnh, dũng cảm nhất. Không phải là người đánh gục con sư tử, mà người dũng cảm nhất, hùng mạnh nhất trên đời này chính là cái người mà có thể sống an lạc với riêng mình. Tôi nhớ người Đại Hàn có một câu rất là hay: không phải là người mạnh nhất mới sống được, mà ai sống được giữa cuộc đời này thì người đó mới được gọi là người mạnh nhất. Tôi nhắc lại nha, trong cái cuộc đời khó sống này nè, không phải ai mạnh nhất mới sống được, mà phải nói là ai sống được mới là người mạnh nhất. Cái câu đó rất là quan trọng. Câu đó có thể nói là cái câu đó đó, nó được xem, có thể tạm gọi là dùng cái câu đó là cái câu minh họa mà gần nhất cho cái bài kinh này. Trong tôi nhắc lại cái nội dung của bài kinh này, nghĩa là trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cái khả năng sống của chúng ta mới là quan trọng. Rừng sâu, sự hoang vắng, sự cô quạnh, sự quạnh hiu, hay là cái chỗ phồn hoa đô thị, phồn hoa đô hội, hoặc là những cái sự đoàn tụ xung vầy, sự giàu có hay là sự nghèo hèn, sự no đủ hay là cái sự rách nát, sự đói lạnh, thì trong tất cả hoàn cảnh đó, cái quan trọng nhất chính là cái khả năng sống của chúng ta. Chúng ta phải trang bị cho mình một khả năng có thể sống thích nghi với cái bối cảnh chung quanh. Bởi vì chắc chắn sẽ có một ngày mà chúng ta không có chọn lựa nào hết. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Chắc chắn sẽ có một ngày mà chúng ta không còn một chọn lựa nào hết. Và tôi nhớ có một cái câu nói như thế này: nếu chúng ta không thể thay đổi được đời sống thì chúng ta nên thay đổi cách nhìn của mình về đời sống. Đó là một câu rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu chúng ta không thể thay đổi đời sống thì tốt nhất hãy thay đổi cách nhìn của mình về đời sống. Chúng ta phải tìm cách thỏa hiệp với nó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi các vị hãy sống thua cuộc. Không phải, chúng tôi không có cái ý đó. Chúng tôi không có cái ý là đề nghị các vị sống thua cuộc, mà chúng tôi muốn gửi gắm ở đây một cái bài học nhỏ về nhân sinh thôi. Đó là ta không thể thay đổi ta không thể thay đổi được màu trời, thì chúng ta cũng thể thay đổi, cũng như có thể gắn vào mắt mình thêm một cái kính mát, là như vậy đó. Ta không thể thay đổi được bầu trời, chúng ta có thể thay đổi cách nhìn của mình đối với bầu trời. Thì đó là những cái điều gợi ý mà tôi cho là quan trọng và cần thiết để hiểu cái bài kệ này: dù giữa rừng sâu nhưng có người đau khổ, sợ hãi và cô quạnh, nhưng cũng trong khu rừng đó thì có người cảm thấy an lạc. Vì sao vậy? Những cái đó nó không phải đến từ khu rừng, mà nó đến từ cái khả năng tinh thần của mỗi người. Chỉ vậy thôi. Đó là cái nội dung của bài kinh Tiếng Động Rừng Sâu. Tiếp theo chúng ta học về cái bài kinh Buồn Ngủ. Không phải bài kinh Buồn Ngủ đâu, bài kinh Ngủ Gục. Bài kinh Ngủ Gục. Cái bài kinh này nội dung cũng đơn giản, bà con có thể đọc thẳng chánh kinh không cần chú thích. Đọc thẳng chánh kinh, và trong trong ngay ở trong trong chú giải đó thì cũng không có nói chuyện gì đặc biệt hết. Chúng không có nói chuyện gì đặc biệt ở trong cái bài kinh này. Trong chú giải chỉ nên làm những định nghĩa nhỏ mà chúng ta có thể nhìn chánh kinh cũng hiểu được. Có nghĩa là chúng ta biết rồi, chúng ta biết là trong một đời người á, 1/3 thời gian á chính là giấc ngủ. Đời sống của mình cứ cho là 75 tuổi đi, cứ cho là 75 tuổi, thì 1/3 thời gian á, 1/3 thời gian trong đời mình là giấc ngủ. Trừ đi những thời gian mà chúng ta còn bé dại, không có khả năng suy tư, không có khả năng theo đuổi mộng lớn, không có khả năng làm cái điều mình thích, không có khả năng làm cái điều mà mình thấy là cần nha, thì trừ hết thời gian, những cái thời gian đó thì cái thời gian còn lại đó, thời gian mà mình có thể sống an lạc với mình, thời gian mà mình có thể làm cái điều mình thích, thời gian mà mình có thể sống ý nghĩa, thời gian mà mình có khả năng suy tư, nó không còn lại bao nhiêu hết. Cho nên nếu mà nói như vậy đó thì cái giấc ngủ đó là một vấn đề rất là lớn, thưa quý vị, lớn lắm. Tại sao nó lớn? Bởi vì
Nếu mà mình chỉ ngủ một giấc ngủ bình thường, có nghĩa là một em bé mới sinh thì nó ngủ 22 giờ một tiếng trung bình, rồi sau đó nó tụt xuống còn 18 giờ một 22 giờ một ngày, rồi sau đó 18 giờ một ngày, rồi nó giảm dần cho đến lúc nào đó thì nó chỉ còn một ngày, chỉ còn từ 8 cho đến 6 tiếng một ngày thôi. Đó là tôi gọi là giấc ngủ bình thường. Thì cho dù chúng ta có một giấc ngủ bình thường đi nữa, tức là một ngày 8 hoặc 6 tiếng, thì một năm một đời như vậy đó, chúng ta mất cái 1/3 thời gian để ngủ rồi. Và trừ đi cái thời gian chúng ta vô tri, chẳng hạn như từ 1 tuổi đến 18 tuổi chúng ta không khả năng làm gì hết, rồi trừ đi những cái lúc thời gian chúng ta bệnh hoạn, chúng ta buồn khổ, chúng ta có một đời sống nội tâm không ổn định, thất tình rồi mất job rồi tai tiếng rồi dây dưa pháp luật vân vân, thì ngoại trừ những cái đó, trừ đi những cái khoảng thời gian đó thì thời gian còn lại cho chúng ta là bao nhiêu. Cho nên nếu mà chúng ta có ngủ, chúng tôi tạm gọi là ngủ lố giờ đó, một lần ngủ nghỉ lố giờ có nghĩa là nhiều hơn mức cần thiết, thứ hai là nếu chúng ta sống thụ động tiêu cực vô nghĩa, không lý tưởng, không nhiệt huyết, thì như vậy chúng ta càng cộng thêm vào đó cái khoảng thời gian vô ích trong đời của mình. Cái nội dung bài kinh này nó nói như vậy đó, tức là một đời người, 1/3 thời gian của đời người là đã mất cho một cái, cho những giấc ngủ bình thường, mà nếu chúng ta tiếp tục sống lười biếng thụ động tiêu cực thì chúng ta còn cộng thêm vào cái 1/3 đó một khoảng thời gian không nhỏ. Mà hôm đó chúng tôi có nói rồi, người Mỹ họ có một câu thế này: khi mà bạn bỏ tiền ra mua một món không cần thiết thì có nghĩa là bạn đã làm mất đi một số tiền cho những món cần thiết. Đối với thời gian cũng vậy, khi chúng ta mất nhiều thời gian cho những cái chuyện không cần thiết thì cũng có nghĩa là chúng ta đang làm mất thời gian của những cái chuyện cần thiết. Nội dung mình kinh thường nó sâu chỗ đó đó, nó sâu chỗ đó. Ở đây người ta nói mình chỉ ngủ nghỉ nhưng mà mình hoàn toàn có thể suy diễn, cái đó không, hoàn toàn không có sai, hoàn toàn chính xác ở chỗ đó. Tức là chúng tôi nhắc lại, khi mà chúng ta tiêu pha tiền bạc vào cái chuyện không cần thiết thì có nghĩa là chúng ta đang làm mất đi một số tiền cho những chuyện cần thiết. Khi chúng ta hoang phí thời gian cho những chuyện không thật sự cần thiết thì cũng có nghĩa là chúng ta đang hoang phí thời gian cho những chuyện thật sự cần thiết. Và trong đó mình phải nói là giấc ngủ. Giấc ngủ nó là một thứ nhu cầu sinh học. Ok, mang theo người chúng ta phải ngủ thôi. Nhưng mà ở đây đó, cái giấc ngủ ở đây đó phải được hiểu theo nghĩa rộng, có nghĩa là một đời sống tiêu cực, thụ động, thiếu máu, thiếu nhiệt huyết, thiếu lửa. Thì mình sống cái cuộc đời nó đâu có nhiều, đâu có dài lắm đâu. Thậm chí tôi còn biết mấy mấy em bé đó, mấy em bé đó, chúng ta thấy không? Trong đời người đó, một em bé mà nó ngủ nhiều thì cái thời gian nó thức bao nhiêu hết. Alo, các vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Cái này không phải tại tôi, cũng phải tại quý vị. Đó là cái tội khổ luân hồi á. Có một cái vị sa di nhỏ xíu thôi, rồi ban đêm đứng hầu sư phụ, rồi sư phụ lây quay ra mà cái cán quạt ấy, nó thọc ngay con mắt của vị sa di đệ tử đó, làm cho mắt nó bị hư, rất là đau đớn ghê lắm. Thì tôi cũng nghi ngờ, trong kinh nó không có rõ nhưng mà chắc mình hiểu nhầm là cái cán quạt cái, chắc cái chui quạt cho nó nhọn này sao đó chọt vô làm hư mắt của vị học trò, của người học trò. Thì sáng hôm sau đó, thì người học trò mới bưng cháo cho sư phụ, mà bưng nó một tay kia thì che mắt. Thì sư phụ mới hỏi con bị cái gì vậy, thì người học trò mới nói rằng là dạ hồi tối sư phụ lây quay xong mà cái cán quạt nó chọt vô con mắt của con nó bị hư rồi. Thì sư phụ mới giật mình, sư phụ hỏi chứ sao con không nói cho thầy, thầy chữa chạy hoặc là kêu gọi ai nó giúp cho con, chứ bây giờ mắt con hư rồi, một toàn bộ cái quãng đời còn lại con sống làm sao với một con đây, thì xin lỗi con. Thì lúc đó người học trò mới nói thưa thầy, cái chuyện đó không phải lỗi của thầy mà cũng không phải lỗi của con, mà đó là cái lỗi của cái chuyện sanh tử luân hồi. Chuyện sanh tử luân hồi thì em quên nói, đó là vị A-la-hán, vị A-la-hán, vị sa di đấy, tuy là học trò mà mới có mấy tuổi thôi nhưng mà là vị A-la-hán. Này đó là con rất là xuất sắc, không phải lỗi thầy, không phải lỗi con, mà đó là cái lỗi luân hồi. Cả ngày nào mà còn lẫn quẩn còn loanh quanh á, trong cái dòng luân hồi thì nó không có chuyện này, nó phải có chuyện khác. Chỉ nó đơn giản vậy thôi.
À, thì tôi trở lại cái bài kinh khi nãy đó, cái là bài kinh buồn mà kinh ngũ gục đó, thì cái ý cái bài kinh đó là như vậy đó, có nghĩa là bài kinh này kêu gọi chúng ta hãy nhìn lại một vấn đề tuy thấy nhỏ nhưng mà nó rất là lớn và nó rất rất là quan trọng. Đó có nghĩa là trong cái đời sống ngắn ngủi này hãy tranh thủ dành nhiều cái thời gian cho cái sự tỉnh thức hơn là trong cái đời sống tiêu cực thụ động, bao gồm cả sự ngủ nghỉ một cách không cần thiết. Đó, cái hiểu như vậy thì bài kinh tự nhiên nó sâu hơn, nó rộng hơn, chứ nghĩa là nó không dừng lại chỉ ngủ mà nó còn đi xa hơn, cái này giấc ngủ và bạn bè của giấc ngủ, có nghĩa là một cái đời sống tiêu cực thụ động thì cũng là một cái gì đó làm cho mình mất thời gian rất là nhiều nha. Và chúng ta không có nhiều thời gian lắm, chúng ta hãy tâm niệm rằng chúng ta đang là một người đi mò tìm một vật dưới nước chứ không phải là đang nhặt một món đồ trên cạn. Chúng ta đang nói chuyện với nhau trên đất, chúng ta làm rớt theo chìa khóa thì chúng ta có thể vừa nói chuyện vừa thong thả cúi xuống nhặt cái chìa khóa lên, hoặc lát nữa mình lượm cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang ở dưới nước và làm rớt một món đồ thì lúc mà lặn nước chúng ta không có nhẩn nha, không có tà tà, không có lai rai được, mà chúng ta phải tranh thủ trước khi cái hơi mình nó hết ấy, thì mình phải nhặt cho bằng được cái món đồ đó. Còn nếu không thì chúng ta phải chờ đến cái hơi thứ hai, mà không được nữa thì hơi thứ ba, thứ năm, miễn làm sao mà chúng ta phải nhặt được món đồ đó trước khi quá muộn. Thì cũng vậy, người tu hành đó là phải tu bằng cái tâm trạng giống như vậy, tu bằng tâm trạng của cái người mà tìm đồ ở dưới mặt nước. Có nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng cái hơi mình không có dài, thì cái mạng sống của mình nó cũng rất là ngắn ngủi. Tôi nói rất là nhiều lần rằng là một chiếc xe đạp hay là một cái chiếc xe tải 18 bánh, thì cả hai chiếc đó tuy là lớn nhỏ khác nhau nhưng nó giống nhau một điểm, đó là khi mà di chuyển trên đường đó thì cái phần bánh xe của xe đạp đó, nó chỉ dính trên đường một chút thôi. Và cái chiếc xe 18 bánh cũng vậy, nếu mà so với tổng trọng lượng của nó thì cái phần bánh xe mà chạm mặt đường cũng không bao nhiêu hết. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy đó, giờ chúng ta là một người vô danh nghèo khó hay là chúng ta là một người tiếng tăm lừng lẫy như giáo hoàng hay là tổng thống Mỹ, tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thì là ai đi nữa đó, thì cái phần mà chúng ta bám vào cuộc đời này nó rất là nhỏ, rất là ít, đó chính là hơi thở. Chúng ta nhớ kỹ là gì, dầu là giáo hoàng đi nữa, dầu là một người vô danh vô gia cư đi nữa, thì cái phần mà mình dính vào cuộc đời này nó chỉ là cái hơi thở trên bụi thôi, nó có ra mà nó không có vô thì chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa hết. Đó là lý do tại sao trong cái bài kinh này chúng ta thấy, có một cái nội dung như vậy đó, bởi vì chúng ta hãy tranh thủ làm mọi chuyện trước khi mà quá muộn. Ok, bây giờ tiếp theo là bài kinh gì, các vị cho tôi xin bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh khó làm hay là bài kinh con rùa nha, bài kinh khó làm hay bài kinh con rùa. Có cái may mắn là thế này, có những bài kinh mà chúng ta có thể nhìn chánh kinh chúng ta hiểu, không có cần phải đọc đến chú giải, bởi vì lý do đó là trong chú giải cũng không có nói gì đặc biệt, nhưng mà cũng có những bài kinh mà chúng ta không thể thiếu chú giải được, chẳng hạn như những bài kinh sắp tới này nè thì mình đoán ra được, nhưng mà cũng có những bài kinh mình không có đoán ra được cái nội dung. Đó là lý do tại sao chúng ta có lớp học này nha. Chẳng hạn như trong cái bài kinh tiếp theo này nè, thì có thể nói rằng là không cần đến chú giải chúng ta vẫn hiểu, nhưng mà trên nguyên tắc tôi đã nói rồi, mình làm từng bài cho đủ cái bộ tương ưng nhé, thì không có bài nào chúng ta bỏ qua hết, ít nhất chúng ta phải liếc mắt qua một lần nha, ít nhất phải liếc mắt qua một lần. Và chúng tôi cũng có một cái do dự, đó là không biết mình có nên trung thành với cái lý tưởng ban đầu đó hay không, đó là bài nào cũng phải dừng lại lâu mau thôi, hay là mình chỉ tuyển, chỉ tinh tuyển, chỉ trích điểm, tích tuyển tinh tuyển hoặc là trích điểm những cái bài nào mà chúng tôi thấy thích hoặc là đại chúng thấy cần. Thì các vị trong lúc chúng tôi nói thì các vị có thể post lên cái suy nghĩ, cái chọn lựa, cái câu trả lời của các vị được không? Tôi nhắc lại, một là bài nào chúng ta cũng ít nhiều lâu mau liếc mắt qua một chút, không bỏ sót bài nào hết, bài nào chúng ta cũng đem ra bàn soạn nói chuyện với nhau,
bài hãy còn từng cái chọn lựa hai, có nghĩa là chúng ta cùng lựa chọn những cái bài nào mình thấy cần hoặc là thấy thích. Thì dĩ nhiên kinh Phật thì mình đâu có bài nào mình dám nói không hay, nhưng mà tôi thấy có nhiều cái bài kinh mà tôi thấy rằng giảng ngắn nó cũng kỳ ha, mà ok thì cũng được. Nếu quý vị nghĩ như vậy thì coi như hai người đại diện cho một người bên nam, đại diện cho bên nữ đây nha, một người đại diện cho tăng, một người đại diện cho tục rồi. Ok, bài kinh tiếp theo là bài kinh khó làm nha, bài kinh khó làm. Cái chữ khó làm ở đây đó tiếng Pali kêu là dukkha. Dukkha là khó làm, chuyện khó làm và dukkha. Mà cái chữ đúc ký ri già nó có nghĩa là khổ hạnh. Dạ, đúc kêu già là khổ hạnh. Các vị bỏ bớt giùm tôi một cái chữ khe nha. Có một cái chuyện mà bà chuyện này nó dây qua chuyện kia, dây là dây như đó. Các vị làm ơn nhớ giùm tôi cái chữ khổ hạnh nó có hai nghĩa. Ê, xin lỗi, nó có hai chữ. Cái khổ hạnh mà của ngoại đạo, khổ hạnh mà do tà kiến đó, thì ở trong tiếng Pali gọi là Aptaka, Apta ký lâm á, Thanu Yoga, có nghĩa là cái pháp môn mà nó làm tự mình làm khổ mình. Ký lâm á là mệt mỏi, khó nhọc, mệt mỏi khó nhọc. Aptaka ký lâm á Thanu Yoga tức là cái pháp môn hành trì mà chỉ nhắm đến, chỉ coi nặng, chỉ xem trọng cái chuyện tự bỏ đầy mình thôi, ngoài ra không có ý nghĩa gì hết, nó không có lý tưởng, nó không có tinh thần gì đặc biệt hết. Thậm chí ngưỡng độ còn còn có cái suy nghĩ nó vừa quái gở, nó vừa buồn cười mà nó vừa đáng thương thế này, là thiên thần chỉ thương những đứa con khờ dại. Khi mà ta tự làm khổ mình như vậy đó thì giống như mình biến mình thành một đứa bé mà nó đang nghịch dại, nó đang chơi ngu, thì bà mẹ nó sẽ thu hút được cái sự chú ý của bà mẹ nhiều hơn. Có một số vị tu sĩ Ấn Độ họ đã chủ trương như vậy, hãy làm một đứa bé trong mắt thiên thần, mà làm một đứa bé khờ dại, chơi dại, nghịch dại, chơi ngu, đó là tự mình làm khổ mình đó, thì thiên thần họ sẽ nóng ruột và họ sẽ chú ý đến mình nhiều hơn. Như vậy cuộc tu của mình nó ngắn hơn, nhanh hơn, mau đạt đến cái cứu cánh tu hành hơn. Đó là cái suy nghĩ của một số vị tu sĩ Ấn Độ, và đó là lý do tại sao trong kinh xài hai chữ rất là khác biệt nhau. Cái khổ hạnh mà theo cái tinh thần ngoại đạo được gọi là áp tất cái là mặt thờ nó chưa gác, còn cái khổ hạnh mà 6 năm của Bồ Tát mình á, lục niên khổ hạnh của ngài đó thì được gọi là dukkha, cái nghĩa chuyện khó làm. Thế Tôn được gọi là Phật Đà là bởi vì ngài đã cho cái thứ khó cho, nhịn chuyện khó nhịn, làm thứ khó làm mà hiểu được cái chỗ khó hiểu nha. Thì đó được gọi là Phật. Vậy đi, cái gì liên quan là chúng tôi nói rồi thôi. Ở trong đây có nói rõ rằng đó là nếu mà mình thiếu trí tuệ đó, thiếu trí tuệ đó, cái chữ trí tuệ ở đây đó là thiếu trí tuệ là avyat á, avyat á. Ở trong chú giải mình giải thích avyat nó tương đương với cái chữ pala, có nghĩa là chữ mà dịch nặng nó là stupid, stupid có nghĩa là ngu xuẩn, thiếu trí tuệ. Thì nếu một người mà tu hành theo Phật pháp á, có duyên tu Phật pháp, có duyên gặp chánh pháp, có phước được làm người thì đó là chuyện khó rồi. Tuy nhiên mình nếu mà thiếu cái trí tuệ đó, thiếu cái hành trang tâm linh ấy, thì cái chuyện mà tu tập nó không phải dễ làm đâu. Thì trong chú giải nó kể là một số chuyện khó làm, chẳng hạn như ăn ít đi, ngủ ít đi, rồi phải chuyên tâm thiền định. Trong đây mới dùng một cái hình ảnh là đối với một cái người mà có cái túc duyên ba la mật ấy, thì cái chuyện mà tu tập nó dễ đã đành rồi, còn đối với một số người đó thì họ phải dùng nhiều biện pháp để mà có thể giữ được tín niệm, giữ được định tâm, ngăn được phóng dật, ngừa được cái phần cái vọng động. Thì chẳng hạn như là cái khó của sa môn đó là ăn nghe thì ăn ít hơn người ta, ngủ mà ngủ ít hơn người ta mà đã vậy phải dành thời giờ, phải dành cái thời giờ, đúng rồi đó, phải dành cái thời giờ để mà chuyên tâm thiền định. Thì trong đó mới dùng cái hình ảnh là
một trong những cái kỹ thuật mà vị tỳ kheo thời Đức Phật thường dùng đó để giữ cái tâm thanh định, đó là dùng cái lưỡi của mình, các vị nghe cho kỹ nha, trong chú giải có nói chỗ này, dùng cái lưỡi của mình nè, gọi là đâm tê ác phiết đâm tá ma hà cái chi ba hà cái pa lung a hát chặt chỉ, dùng cái lưỡi của mình ấn mình trên cái nóc giọng đó. Để làm chi? Để dễ dàng dồn cái tâm mình, gom cái tâm mình, trụ cái tâm của mình lên trên đó. Buổi đầu á phải làm như vậy thì mới nghe mình tưởng là khổ hạnh, nhưng thật ra đó là một trong những kỹ thuật nhỏ, một trong những cái tiểu xảo, một trong những cái phương pháp nhỏ để mà buổi đầu á thì khi mà mới xuất gia chưa quên thiền định á, thì cái tâm nó phóng thì mình biết nhờ vào đâu bây giờ. Thí dụ như lúc mình đang theo dõi về hơi thở, đang theo dõi về hoặc là niệm đề mục bất tịnh, niệm hoặc là niệm đề mục về bốn đại đất nước lửa gió không ánh sáng vân vân, thì lúc đó buổi đầu cái tâm nó quen, nó cứ lăn xăng rồi mình cái tâm nó vô hình vô tướng, mà mình dựa vào đâu để mà mình cột nó đây, thì chỉ có một cách, tức là mình tạo ra một cái chỗ nào đó mà dễ dễ thu hút nó, thì đó chính là cái thao tác dùng lưỡi ấn lên trên nắp hồng. Các vị làm thử đi, ai mà trong rung này mà chưa có quen, chưa có quen mà thiền định trụ tâm đó thì làm thử đó, lựa một cái chỗ thật là vừa là thật là thích hợp cho cái chuyện thiền định, lựa một cái tư thế cũng tương đối thích hợp cho mình, dễ dàng cho mình, ngồi xuống thẳng lưng lên, phải nhớ là thẳng lưng lên, cái chữ thẳng lưng thì quan trọng lắm, bởi vì tôi là một trong những người có thói quen hãy ngồi lâu tự nhiên cái nó khòm xuống, cái đó rất là bậy bậy lắm, phải ngồi thẳng lưng lên. Trung kinh cái lũ chú ca văn á, chú ca văn phải là thẳng cái thân mình lên, rồi thì nhẹ nhàng đưa cái lưỡi, cuốn cái lưỡi lên trên nóc hai giọng giọng á, cái nóc họng của mình á, cái vòm họng của mình á, rồi giữ lại đó, rồi bắt đầu thở hơi thở. Thì với cái sự với cái động tác mà cuốn cái lưỡi ấn vào cái nóc họng như vậy đó, giữ cái tâm của mình, cái chuyện đây cái chuyện đó đây nó rất là nhỏ, nhưng mà đây trong chú giải nó mới kể rằng đó là một trong những cái chuyện mà người xuất gia phải biết, và đối với người hữu duyên có trí đó, thì cái chuyện tu hành nó dễ dàng lắm, còn đối với người vô duyên vô trí đó, thì đến một cái chuyện nhỏ như vậy cũng đã là khó làm, bởi vì trong lúc làm như vậy họ sẽ thắc mắc là tại sao tôi phải khổ cực như thế này, tại sao phải khổ cực như thế này. Cho nên ở trong đây đó thì trong chú giải giải thích đó, bài kinh này đó là khi không có trí thì đến cái chuyện nhỏ xíu thôi, là chuyện ăn ít đi một chút, ngủ ít đi một chút, gìn giữ quê quay nghi tế hạnh một chút cũng là khó cho một người. Rồi cái chuyện mà cuốn cái lưỡi để mà trụ tâm thiền định cũng là khó cho một người. Thì trong đây mình trong chú giải mới nói thêm là Úc Căng Úc tiếp tiếp hành với áp dật thì tiền nó sẽ mạnh nhanh, cái nguồn thiếu trí tuệ thì làm cái đời sống sâu mạnh rất là khó khăn. Bá hu hi tát sam ba tha jat tha pa lo vi si jat thi bá hu hi tát sam ba tha, dầu ở đâu làm gì thì một cái vị tu sĩ mà thiếu trí tuệ cũng gặp đầy những ngăn trở, gặp đầy những trở ngại, gặp đầy những trở lực. Bốn cái câu này phải hiểu như vậy. Thì đối với một người không có trí tuệ thì cái đời sống sa môn thật là khó khăn. Khó khăn là vì sao? Là bởi vì mình không có trí tuệ thì mình nhìn đâu cũng là chông gai, nhìn đâu cũng là trở ngại hết. Bởi vì như cái bài kinh trước đó, bây giờ chúng ta mới thấy cái quan trọng, cái sự liên hệ giữa kinh này với kinh kia. Ở bài kinh trước, cái bài kinh mà tiếng động rừng sâu đó, chúng tôi có thưa với các vị một điều mà chúng tôi cho là rất rất là quan trọng và cốt lõi của bài kinh đó, chính là với cảnh nào, hoàn cảnh nào, môi trường nào, điều kiện sống nào đi nữa thì cái quan trọng nhất là cái khả năng tinh thần của chúng ta nó quan trọng lắm. Cái cảm nhận, cái cảm thức của chúng ta, cái nhận xét, cái nhận định của chúng ta đối với đời sống nó ra làm sao thì chúng ta từ đó mới có thể kham nhận được nó, mới có thể chấp nhận, mới có thể chịu đựng được nó, mới có thể đối diện với nó, đối phó với nó được. Còn nếu như mà cái đời sống tinh thần mình có vấn đề, có vấn đề thì cho dù mình có ngồi ở trên cái ngai vàng cũng khổ lắm, chứ không phải dễ sống đâu thưa quý vị. Khó lắm, khó lắm. Làm vua mà trong một cái điều kiện tinh thần, trong một cái tình trạng tâm lý mà có vấn đề thì cũng không vui, thì nói chi là không tóc không tai, chỉ có kiểu tam y quả bác mà sống một mình một thân. Có người, một du sĩ ngoại đạo hỏi ngài Xá Lợi Phất, thưa tôn giả,
cái chuyện gì khó làm nhất ở trong cái giáo pháp của Ngài thì Ngài sẽ là Phật. Thành ra cái khó nhất ở trong cái giáo pháp này, thứ nhất là đời sống xuất gia. Dĩ nhiên chỗ này phải mở ngoặc xuất gia mình mà cho đúng cái đời sống xuất gia, chứ còn xuất gia cái kiểu mà như một cái người đi tìm chỗ hưởng thụ kiểu mà giá áo túi cơm thì cái kiểu xuất gia đó nó dễ. Còn cái kiểu xuất gia mà đúng theo tinh thần chánh pháp thì rất là khó, bởi vì chúng ta phải bỏ hết mọi thứ, bỏ hết những chỗ mà những cái thứ mà mình thích, không được lưu tới những cái chỗ mà mình muốn, mình tránh gặp mặt những cái người mà nó không có lợi cho đời sống phẩm hạnh, tránh gặp gỡ, tránh tiếp xúc, tránh hưởng thụ, tránh lưu tới, tránh tầm lum hết, tránh sử dụng những món mà mình thích. Lẽ ra mình có thể mình muốn rất là muốn dùng cái đó, để hành như một cái áo jacket, nó chỉ nhẹ nhàng thôi, cái áo đó nếu mình là người cư sĩ thì cái áo đó tuyệt vời, nó là một lựa chọn số 1. Nhưng nó khổ chứ là mình một nhà sư thì chỉ cái jacket, một cái áo khoác như vậy mình cũng không có quyền dùng, dùng nó kỳ lắm. Rồi một đôi giày cũng vậy, thích lắm, nếu mình là cư sĩ thì cái đôi giày đó là sẽ là lựa chọn hàng đầu của mình, nhưng mà khổ một chỗ mình rờ lên mình thấy mình trọc lóc, thế là cái đôi giày đó mình phải ngậm ngùi bỏ xuống nhiều lắm quý vị. Cho đến cả một cái nhỏ xíu mà là cái móc khóa của cái tìm chìa khóa nhà thôi, cái móc khóa mà thấy nó không không ổn thì mình cũng không được quyền dùng. Thí dụ mình nói hôm nay một móc khóa có hình con thỏ mà hai lỗ tai dài đó, thì có phải Mỹ quý vị biết mà ông sư không xài cái đó được, biết ở đây có ai biết có hiểu điều tôi nói không? Trong cái móc khóa mà nó có cái hình con hình một cái đầu con thỏ là mình đã không nên xài rồi, mà mình trong khi ai cũng biết là con thỏ là ảnh rất là dễ thương, nhưng mà ở Mỹ cũng được, ở Mỹ mà hình ảnh một con thỏ có hai lỗ tai dài đó là xài không được. Để cái như vậy lúc trước như vậy cho đến đời sống xuất gia là cả một vấn đề, là cả một vấn đề đó. Là tuy nhiên nó sẽ là dễ làm với một người đã có chuẩn bị một cái đời sống tâm linh tương ứng. Ví dụ như bà Mahabhajapatigotami mà đặt hán tạng gọi là Kiều Đàm Như Mẫu đó, bà là một vị một hoàng hậu mà cũng xuất thân là một công chúa, có nghĩa là bà sướng từ ở trong đất nước, bà là một người đẻ một điều nha, thợ chưa chồng là một công chúa, lấy chồng rồi thì cũng là một vị công nương, một mệnh phụ phu nhân, tức là bà cái vị trí của bà trong cung của vua Tịnh Tạng chỉ là vị trí số 2 sau bà Maya. Mà bà Maya mất rồi thì bà lập tức lên cái hàng số 1 ngay. Ấy vậy mà sau khi mà Thế Tôn thành đạo rồi thì bà đã đầu trần chân đất, có nghĩa là sao, có nghĩa là trên thì cạo trọc lóc không có tóc, mà dưới chân thì không mang giày dép hay gì hết, mà bà cùng với 500 thể nữ đi bộ từ Kapilavastu đi đến cái chỗ Savatthi đi gặp Đức Phật xin được xuất gia. Thời đó chưa có cái hệ thống ni chúng, chưa có tổ chức ni chúng. Đức Thế Tôn đã khi mà ngày bà rất là lễ phép, bà không dám trực tiếp vào gặp Phật mà bà gặp Ngài A Nan trước. Bà Ngài A Nan cũng là người cháu của bà thôi, bà nhờ Ngài A Nan vào xin Đức Thế Tôn mà cho bà được xuất gia. Đức Thế Tôn 3 lần từ chối. Đức Phật nói rằng trong một gia đình mà nữ nhiều mà nam ít thì nó dễ bị phiền phức lắm, hoặc nó giống như một cái cánh ruộng mà bị cào cào châu chấu chuột bọ nhiều quá thì cái cánh đồng đó nó cũng khó bề mà nó phát triển. Thì trong cái hệ thống, trong cái đời sống tu sĩ tự viện đó, trong đời sống tự viện một tu sĩ đó thì nó không thích hợp cho người nữ đâu, nó không thích hợp, và cái sự có mặt của họ sẽ làm cho cái tuổi thọ chánh pháp bị giảm đi. Đức Phật đưa ra nhiều cái lý do để từ chối. Lúc đó Đức Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, cái bạch Thế Tôn, người nữ có khả năng thành đạo giải thoát hay không? Đức Phật nói về cái điểm này thì người nữ giống như người nam. Thì lúc đó Ngài A Nan bạch Thế Tôn, Kiều Đàm Duy Mẫu là người có công nuôi dưỡng Thế Tôn khi mà bà Maya không còn nữa, thì xin Thế Tôn hãy nghĩ cái tình đó mà cho bà một cơ hội đi. Thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật dạy với Ngài A Nan rằng thôi được, nếu mà Di Mẫu chấp nhận 8 cái điều kiện sau đây thì như vậy chấp nhận cho nữ giới được xuất gia trong giáo pháp này, thì 8 cái điều đó gọi là 8 garutham, gọi là 8 trọng pháp. Chẳng hạn như là tỳ kheo ni suốt đời cũng phải tôn kính một vị tăng thọ chỉ kheo, rồi tỳ kheo ni tôn kính là thế này thế kia, khi đi xuất gia là phải xuất gia trước rồi là lưỡng phái tăng, rồi mỗi đứa tháng thì tỳ kheo ni phải gặp được chư tăng vân vân và vân vân. Thì đó là 8 trọng pháp, nghe phải nó đọc kỹ đó, một người nữ mà đọc kỹ hoặc là nghe cho kỹ 8 nó thấy cũng ngậm ngùi lắm. Nó gần như là những cái điều mà tuy là nó là nội quy, tuy gọi là thanh quy điều lực, nhưng mà thật ra cái ngụ ý của 8 điều này thì gần như là để làm khó người nữ, để người nữ sớm bỏ cái ý muốn để xuất gia đi, phải hiểu ngầm như vậy.
Yeah. Giống như mình xin người ta ở nhưng mà người ta đưa những điều kiện mà mình thấy rõ ràng là những điều kiện nó mang cái ý nghĩa là đẩy mình đi không mà. Vậy mà khi mà ngày anh hai ngày ra ngày gặp lại bà chủ đình với mẫu, ngày nói là thưa với mẫu, Thế Tôn đã chấp nhận cho nữ giới được xuất gia trong giáo pháp của ngài, và với điều kiện là họ phải chấp nhận tám trọng pháp sau đây, thì ngài mới đọc từng điều cho bạn nghe. Xin hỏi di mẫu có chấp nhận hay không? Thì cái câu trả lời của bà Kiều Đàm Di Mẫu nghe rất là xúc động, rất là đáng quý. Bà nói thưa thưa tôn giả anh ơi, giống như là một cái người nữ mà ham đẹp mà được người ta trao tặng nữ trang mỹ phẩm vòng hoa như thế nào, cái cảm giác nó vui như thế nào, thì tôi đây khi mà với cái lòng muốn được xuất gia mà được Thế Tôn đưa ra tám điều kiện đó, tôi cũng vui như vậy, vui như những thanh nam thiếu thanh nữ thiếu nam mà thanh thiếu nữ thanh niên mà thích làm đẹp mà được người ta trao tặng cho những thứ mà trang vật hay là mỹ phẩm tràn hoa, tôi vui như vậy đó. Thì tôi kể một chuyện các vị nghe có tưởng là lạc đề mà không phải, tôi muốn nói rằng khó đó chứ, tám điều trọng pháp đó là khó cho bà đó chứ, nhưng mà cái lòng bà nó thuận ứng với những điều khó đó, cho nên bà thấy vui. Từ một bà hoàng, từ một mệnh phụ phu nhân của một quốc gia mà bây giờ phải đi đầu trần chân đất mà đi xin người ta, mà xin mà người ta không thèm cho nữa, vậy mà bà vui. Còn mình thì sao? Trong cuộc tu này cứ trục trặc một chút là mình sốc, trục trặc một chút là mình bỏ cuộc, trục trặc một chút là mình biến tướng, trục trặc một chút là mình thay đổi, lìa bỏ cái ý tưởng ban đầu. Chưa kể là trong đời tu đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng có những điều khó. Thứ nhất là xuất gia lận là cái khó thứ hai đó là vui được với đời sống xuất gia. Tôi nhớ có hơn một lần chúng tôi đã nói ở đâu đó rằng là cái đời sống xuất gia nó có nhiều cái thử thách ghê lắm. Cái vị ngọt có nghĩa là cái sự chào đón, cái sự kính lễ, sự cúng dường, cái sự chăm sóc, cái sự quan tâm của người khác, chúng tôi gọi chung đó là những vị ngọt, nó cũng dễ làm cho đời tu mình tiêu tùng. Nhưng mà cái vị đắng là sao? Vị đắng là những thử thách, những cam go, những chông gai, nó cũng dễ làm cho mình sập tiệm chứ không phải không? Dạ. Cái đắng ở cái ngọt đó làm cho mình chết, đúng rồi, mà ngọt chết rồi đúng rồi, nhưng mà cái đắng nó cũng làm cho mình cũng chết được, khổ quá mà. Chúng tôi hậu sinh, nhưng mà được nghe các vị tiền bối kể là sau 75 á, có một cái giai đoạn mà cái chuyện tu hành của tăng ni hoặc là tu sĩ cho các tôn giáo nói chung á, rất là khó khăn. Các sơ các gia bên Cơ Đốc, các tăng các ni bên Phật giáo gặp rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều khó khăn. Thì trong giai đoạn đó thì có thể nói riêng năm tông thôi đó, thì có thể nói hoàn tục hơn một nửa tăng số của giáo hội, hơn một nửa, dễ sợ như vậy. Bởi vì lúc đó là họ cứ làm khó vấn đề tạm trú tạm vắng, rồi thì người dân bên ngoài không có đủ ăn, phải ăn độn bo bo khoai mì khoai lang thì lấy đâu mà hộ độ cho quý sư. Rồi thuốc men bệnh hoạn thì không có thuốc, lạnh không có chăn mền để mà đắp, thậm chí đôi dép cũng không có để mà mang. Các vị đâu có biết cái giai đoạn đó, đôi dép đứt rồi, đôi dép mà dép Nhật, dép kẹp mà nó đứt rồi, mà cái chuyện mà anh em chúng tôi mà phải lấy cái kẽm đó mà ràng để mà ràng đi cái chỗ cái quai đó là để mà mang, cái chuyện đó rất là bình thường. Ai mà không biết đến cái kiểu dép mà ràng bằng kẽm đó, thì cái kẽ đó chưa biết gì về cái giai đoạn bao cấp ở Việt Nam, chưa hề biết cái kẽ nào mà chưa hề biết cái chuyện mà lấy kẽm mà ràng nó đôi dép đứt, thì cái người nó chưa được gọi là đã thấm thía đau của Việt Nam vào cái thời điểm đó đâu. Lúc đó, cho nên lúc đó là chư tăng ni coi như đang nếm bị đắng, mà ai vượt qua được cái đó mới là cái khó. Là bây giờ thì sao? Bây giờ về nước mình thấy chư tăng đang trải qua một giai đoạn là sự cám dỗ của vị ngọt, bây giờ sướng quá, bà con cưng chiều quá. Đó. Bây giờ Việt Nam đời sống một tu sĩ mình nhìn mình mắc ham, nó sướng hơn là bổn sư ở hải ngoại, phải nói như vậy, sướng lắm. Coi như là muốn ăn thịt rồng là người ta ra biển bắt rồng cho mình ăn, muốn lên mây là người ta bắt thang cho mình lên mây. Dĩ nhiên tôi nói về cái vẻ cũng hơi quá lời đó, nhưng mà so với thời chúng tôi ngày xưa thì tăng ni ở trong nước bây giờ sướng quá, very sướng nha. Nhưng mà coi chừng cái chuyện đó nó cũng là một cái trở ngại lớn cho đời tu. Rồi cái thứ ba, cái này nó hơi trừu tượng nhưng mà nó là một thực tế phũ phàng đây, một thực tế cay đắng và đáng sợ đây. Vị ngọt nó làm cho mình chết đúng, vị đắng làm cho mình chết đúng, nhưng mà ngài sai phát thì nó có cái vị thứ ba là cái nhạt đó. Cái nhạc đó, nó cũng kinh hoàng không kém. Làm sao? Là có những ngày mà mình không biết đi đâu, về đâu và gặp ai. Không biết đi đâu, về đâu, làm gì và gặp ai.
Cái mình cứ tưởng tượng ngoài đời người ta có vợ, có chồng, có con, có cái, có xe cộ, có nhà cửa. Người ta buông cái này, người ta bắt cái kia, người ta thấy boring quá, thấy chán nản quá. Người ta dắt nhau, người ta đi chơi, đi cắm trại, rồi đi câu cá, rồi đi ăn nhậu, đánh bài, rồi đi picnic lên núi, xuống biển, vân vân và vân vân. Còn ông một cái người độc lập thì làm cái gì đây? Nó có những ngày mà mình không phải đang nếm vị đắng, cũng không phải nếm vị ngọt, mà mình đang đối diện với cái vị nhạt, là đèn khuya đối bóng. Trong những trận mưa khuya mà ngồi một mình nhìn về tương lai mù mịt, mà Phật pháp thì mới có le que mấy chữ chưa đầy cái lá me, nói gì là lá mít hả? Pháp học không ra pháp học, pháp hành không ra pháp hành. Cái răng này nó nhức, không có tiền đi nha sĩ, cái bụng nó đau răm răm, miệng chua chua, đó là bao tử chứ độ gì nữa. Những cái bệnh nó bệnh rất là thường gặp ở bụng tu sĩ mà không có tiền, không ai hộ độ hết. Đó, cái đó là cái vị nhạt, cái ngày đắng thì chưa ra đắng đâu, còn ngọt thì chắc chắn không phải ngọt, không phải đâu, nhưng mà nó nhạt, chính cái nhạt nhạt, cái vô vị, cái đó đó là phải nói là rất là đáng sợ. Cho nên cái à, đã tôi trong bài kinh đó là kinh mà ai cũng tưởng là nhẹ nhàng dễ hiểu, mà thật ra bài kinh đó là cái nền cho những cái bài kinh sau, và cũng là cái nền cho đời sống của mình. Có nghĩa là bối cảnh nào đi nữa, cái quan trọng là mình. Bối cảnh nào đi nữa, cái quan trọng vẫn là mình. Cái khó của đời sống thế gian là như vậy đó. Nhưng mà làm thì làm được, kinh này có những cái gì chú thích mà mình cần phải để ý sau đây. Cái vị đọc các bạn tiếng Việt ấy, khó làm khó không những, thiếu trí hành sa môn, chỗ kẻ ngu nói đọa chỗ ấy đầy chướng ngại. Hễ mà mình mà có vấn đề thì đi đâu về đâu làm gì thì luôn luôn gặp, nhìn quanh toàn là cái khó không thôi. Đắng ngọt và nhạt cái nào cũng khó. Bao ngày hành sa môn, nếu tâm không chế ngự, mỗi bước phải sa đọa, nô lệ cho suy tư. Ở đây cái chữ mỗi bước, đây cái tạng Pali này, tạng Pali là mỗi bước, là Badi Badi. Thì ở trong các vị đã hát nghe đến chỗ nào rồi, các vị đã hát nghe nghe chỗ nào, các vị có thể cho tôi biết được không? Tôi nói nhiều lắm mình đó nha, tôi nói nhiều lắm các vị. Cái chỗ cuối cùng tôi nói là cái chi? Ok, chỗ cuối cùng là bên đây, bên đây thì còn thêm nữa được không, có thêm chỗ nào nữa không, tại tôi không muốn nhắc lại, tôi mệt lắm. Dạ rồi, bên đây, bên đây ở đây có nghĩa là trong từng cảnh trần mà mình tiếp xúc đó, thì với một cái người mà có cái nội lực nội hàm ấy, thì cứ mỗi lần mà mình cứ mỗi lần mà mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc với trần cảnh ấy, thì đó là một lần để mà mình huân tu chánh niệm, huân tu trí tuệ, huân tu công đức. Nhưng mà với một cái người không có tu dưỡng, không có nội hàm ấy, thì cứ trong mỗi lần mình thấy, mình nghe cái gì đó là nó là một cái cơ hội, nó là một cái dịp, nó là một cái điều kiện để mình bất thiện hơn, để mình bất thiện hơn, để mình bất thiện hơn. Cho nên là đã nói tu là khó là vậy đó. Có nghĩa là người biết tu, khéo tu, muốn tu, thì mỗi một cái bánh đê có nghĩa là mỗi cái trần cảnh ở đâm đây, làm từng bước mình cứ giải như thế, là trong từng từng cái trần cảnh thì mình được an lạc. Mình khéo tu thì trong từng bước an lạc, còn nếu mà mình vụng tu thì quý si đầy giác, có nghĩa là chìm chìm đắm. Ngài Minh Châu gọi là thói đọa, mà quý si đã tí trong kia, nó trong tiếng bản, trong từ điển Nga này gọi là xính đào, xính đào. Xính đào là bị chìm sâu, chìm sâu vào trong đó. Cái chữ mà quý si đã tí, quý si đã tí, quý si đầy giác, quý si, quý sĩ đã tí, quý sĩ đã tí, thì có nghĩa là vậy đó, cái là dìm sâu, nhẹ lún sâu, gọi là thoái đọa, sa đọa. Rồi cái câu nó còn dịch rất là tha mộng, tức nghĩa là mỗi bước phải sa đọa, nô lệ cho suy tư. Nghe thì rất là tha mộng nghe, nhưng mà mình đọc chú giải đó thì mà cái chữ ở đây nó có nghĩa là gì? Săn cấp ba năng, ở đây nghĩa là tư duy mà người lại xài số nhiều, à có nghĩa là các tư duy. Mà các tư duy ở đây đó, trong chú giải giải thích là gì? Giải thích là ba cái tà tư duy. Trong chú giải giải thích là ba cái tà tư duy, các bạn để ý giùm tôi nha. Cái săn cấp ta năng ở đây đó là trong chú giải để là ca mát, ca mát săn tà đi.
có nghĩa là dịch chung là tà tư duy. Ở đây mà ai biết chữ Pali thì nên để ý cái chữ A đi nhé. Chữ A đi có nghĩa là vân vân. Đấy, chữ A đi nghĩa là vân vân. Khi mà nói kama sankappa đi thì mình phải hiểu là tà tư duy vân vân, có nghĩa là tà tư duy cộng thêm sân tư duy và dục tư duy. Như vậy thì có nghĩa mà tại sao mình phải dịch dài cho mình chỉ là cái chữ kama sankappa đi, mình dịch là tà tư duy là đủ rồi, nghĩa là cả ba cái nha. À, thì vassa nugo, cái chữ này này là vassa nugo, vassa tức là cái power, cái vassa, vassa là cái nghĩa là cái quyền lực, vassa là cái quyền lực, vassa là cái quyền lực, hay là cái sự, vassa là cái quyền lực. Mà cái anuga nó có nghĩa là đi theo, hay là cái sự lệ thuộc. À, nó có nghĩa là cái sự đi theo, mà nó cũng có nghĩa là cái sự lệ thuộc. Anuga following, nó này không phải động từ nha, cái này không phải động từ, nó danh từ. Cho nên vasanuga, vasanuga có nghĩa là cái sự lệ thuộc nha, cái sự lệ thuộc, cái sự lệ thuộc vào, cái sự lệ thuộc vào ba cái tà tư duy. Có nghĩa là với một người không có khéo tu tập đó thì trong bánh đi si đây giá, có nghĩa là trong từng cảnh từng bước như vậy nó thì phải bị chìm sâu trong đó. Sang cấp ba năng và sa nó vô, có nghĩa là phải đi theo những cái sự chi phối của các cái tà tư duy. Rồi xong rồi Đức Phật ngài mới dùng một hình ảnh khác, dùng một hình ảnh mà để chỉ cho vị tỳ kheo đó, ngài nói rằng đó là dành cho cái người xấu, người tệ đó, cái người không ra gì đó, thì đó là họ tu hành trong đời sống, cuộc tu và cuộc sống thì nó là như vậy đó. Như vậy là trong bốn câu trên, rồi cái bốn câu dưới ngài dành cho cái người mà tu hành đàng hoàng. Ngài nói trong khi đó thì một vị tỳ kheo tu hành đàng hoàng ấy thì sao, nghe tu hành đàng hoàng ấy thì luôn luôn thúc liễm, thu thúc các căn, cũng giống như là cái con rùa mà nó luôn luôn tự vệ bằng cách là nó rút các cái chi của nó co các chi của nó vào bên trong cái mai của nó, cái chữ kapala, kapali, kapala ở đây nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái đầu, trong tiếng Khmer đó, cái đầu của mình nó kêu là kapala, kapala là cái đầu, thì cái chữ kapala là nó từ cái chữ pali là kapala. Nhưng mà đối với con rùa đó thì cái mai của nó cũng được trong tiếng Pali đó gọi là kappa, đó là cái mai của nó. Thì con rùa nó tự vệ bằng cách là hãy có chuyện là nó cứ rút hết mọi thứ vào trong đó thì nó trở thành ra một hòn đá ngay, nó trở thành ra một cái gì đó khó gặm, khó nuốt, khó tấn công. Cũng vậy cái vị tỳ kheo luôn luôn sống, không phải sống, đừng có hiểu giống rùa có nghĩa là chết nhát, sống rùa có nghĩa là co rút, thụ động tiêu cực, chạy trốn, phủ nhận chối bỏ thực tại, không phải. Mà giống như con rùa đây nghĩa là có cái đời, có cái chánh niệm, có cái trí tuệ để mà tựa nương khi cần thiết. Cái tiểu rùa mà hiểu như vậy, chứ còn không nói là bà con đi đâu còn tiên truyền nó không, sư mới Đức Phật dạy tu giống như hạnh con rùa đó, chậm chậm chạp rồi sống trốn chạy co rút hèn nhát dễ dàng suy tay quy hàng, không phải. Không phải con rùa hiểu nghĩa đó, hiểu thì hiểu về cái nghĩa là cái mình chỉ chú ý cái mai cái nó thôi, vì tỳ kheo nên có cái mai để mà an trụ vào trong đó. Samu đã hang mano với tắc kia, sống là sống luôn luôn là sống như vậy đó, sống bằng tự mình an lạc với riêng mình, sống tự mình tự xử. Samu đã hang tiếp cụ mano với tắc kia sống tự xử. Anisito là sống không có bị dính mắc, không, anisito là sống không có dính mắc. Trong chú giải giải thích thì anisito có nghĩa là không có bị dính mắc ở trong, không bị dính mắc ở trong. Tâm hà đích thiết nó sẽ gì hỉ, nghĩa là không có bị dính mắc ở trong tham ái và tà kiến, không bị dính mắc. Cái này có nghĩa là không bị dính mắc ở trong tham ái và tà kiến. Tôi cần đánh chữ ra Anisito, đấy, sống không có bị dính mắc ở trong cái trần cảnh đó, bằng bằng cái sao ta sẽ đánh được chữ đấy hề,
số không bị dính mắc ở trong cái tham ái và tài kiến, trong chú giải giải thích vậy đó. Aristotle. Rồi một cái điều nữa bên trong cái bài kinh này, sẵn mượn bài kinh này chúng tôi nói một chuyện khác. Rồi một cái vị tỳ kheo mà sống đúng như vậy đó là cái người sống đúng như vậy đó là cái giống như đúng như vậy, người sống như con rùa như vậy đó, thì tự có khả năng tự xử mình, có khả năng tự thúc liễm trong cái tâm ý của mình, và đồng thời đó sống không có dính mắc trong tha mái tà kiến, và anh nhé mai hi thấy già nô sống không có làm hại ai. Nếu mà mình không có thấm thía tương giao, mình đọc cái bài kệ làm thấy có gì xứng sắc hết. Nhưng mà các vị biết không, cái bài kệ này nói đến cái một cái chuyện rất là sâu sắc, đó là nhiều người cho rằng mình sống một mình á, là tiểu thừa, là tiêu cực, là tiêu nha bại chủng, là thụ động. Không phải, khi bản thân anh sống đàng hoàng á, có nghĩa là anh đang lễ tha đó, thì anh không cần phải săn quần săn tay áo nhảy vào trong xã hội lăn lóc rồi đó, và đêm mà đổ xăng rồi còn còn la làng mà ta không vào địa ngục thì ai vào. Cái đó là một cách nói thôi, một cách nói, tôi không nói sâu rõ hơn nghĩa phiền. Tôi chỉ muốn nói rằng theo tinh thần của Phật pháp mà tôi được biết, thì khi bản thân anh sống đàng hoàng, sống thanh tịnh, sống có lý tưởng, sống có ý nghĩa, thì ngay trong đời sống, nói dầu anh vào trong rừng anh đào lỗ anh chôn xuống dưới ha, anh đậy cái nắp lại giống như cái hầm củ chi vậy đó, thì anh cũng vẫn đang là một người sống lợi tha. Vẫn đang là một người sống lợi tha. Thì trong chú giải có xài cái chữ này, khi mà mình sống được như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm hồn mình là một cái tâm hồn sống lợi tha. Và trong đây có xài một cái chữ gọi là ôn linh bát á sắp hao xanh với tiền á, cái chữ này, cái chữ mà tôi khi đọc chú giải đó tôi rất là muốn nói chuyện này. Lâm văn á sắp hà vá sắp hà và sâm thì tề nó, tức là vị đó sống tề nó cái máy này nó lạ lắm, cái đánh tôi nó nuốt chữ lâm bán đất sắp hà quá xanh với tiền nó, tiền nó là vì nó luôn luôn sống bằng cái tâm tiếp độ, cứu độ người khác. Tại sao tôi muốn nói đây là chuyện quan trọng? Cái chuyện quan trọng thứ nhất là dầu sống một mình trong rừng sâu, mà khi anh sống thanh tịnh, sống có ý nghĩa, sống có lý tưởng, thì lúc anh đang sống là sống vị tha, chứ không phải là anh phải nhào ra ôm hết đại chúng vào lòng mình mới gọi là lợi tha, mới gọi là đại thừa. Không phải, mà chỉ cần khi anh làm sạch anh làm anh sống đàng hoàng, sống tròn cái phận của anh đi, thì ngay lúc đó anh đã đang là lợi tha. Một người sống tốt tối thiểu đó là xã hội mất được một mối mối phiền mối lo. Đó là nói theo nghĩa hẹp. Còn nói theo nghĩa rộng, khi mình tự trang nghiêm chính mình, tự mình thanh tự thanh tịnh hóa chính mình, có nghĩa là mình đang chuẩn bị một nhân sự cho thiên hạ. Tôi nhắc lại, một mình thanh tịnh nên là mình bớt được mối lo cho thiên hạ, thứ hai là mình đang âm thầm chuẩn bị nhân sự cho thiên hạ mai này. Chẳng hạn như mình thấy ngày hội nhẫn, ngày trong sạch, ngày khải kính, ngày chân tu trong suốt mấy chục năm, ai nhìn cũng tưởng là ngày khép kính, ngày từ chối cuộc đời mình. Không, đùng một cái thì giáo hội cần là chúng ta lập tức có ngay một vị tăng thống tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đấy. Rồi chuyện thứ hai đó là vị đó luôn sống bằng một cái tâm trạng cứu độ người khác, sẵn sàng săn tay cứu độ người. Ung Lâm Bánh Á, xin thưa đại chúng, đây chính là cái chữ gốc của chữ Vu Lan Bồn đây. Đấy, sáng hôm nay tôi muốn mượn cái này tôi nói luôn. Cái chữ Vu Lan Bồn ấy, bên kia đó họ cứ đi các học giả Sanskrit cứ tìm cách làm khó mình và làm khó người ta. Họ cứ nói ung lâm bánh nắng là treo ngược, rồi từ đó họ mới gọi cái ngày lễ Vu Lan là ngày đảo huyền, có nghĩa là ngày xá tội vong nhân, là cái ngày mình phá ngục để mà cứu những cái tội nhân với địa ngục mà bị treo ngược. Nghe thì nó cũng ly kỳ và đầy kịch tính, nhưng mà mình ngồi mình ngẫm là nó có vấn đề thế này: cứ cho treo ngược là một trong những hình phạt đi, thì tại sao lại chọn nó, chỉ chọn mình nó trong dưới địa ngục? Thì các vị biết theo trong kinh mà chúng ta được biết thì nó có hàng hà sa số cái hình phạt. Mà mắc cái chứng gì mà mình lại chọn cái hình thức là treo ngược là sao hả? Là sao cái chuyện đó nó rất là vô lý, bởi vì nó là một trong vô số những hình phạt mà chúng sanh phải chịu ở dưới địa ngục thôi.
Mà tự nhiên bây giờ mình chọn hình thức đó ra để mình nói là cái ngày đó mình cứu những người bị treo ngược, còn mấy người mà không bị treo ngược mà bị nhúng trong chảo nhưng kiểu bây giờ tới quẩy mình khỏi cứu à, thí dụ như vậy đó. Cho nên là cái vấn đề thật ra cái chữ gốc của chữ Vu Lăng Bồn nó không nó cái chữ Olumbana nó hoàn toàn không có nghĩa là treo ngược như là 1 tỷ người trên hành tinh rồi đã hiểu lầm, mà chữ Vu Lăng Bồn nó từ chữ Olumbana. Đấy, cái đây là chuyện rất là quan trọng, tuy nó lạc đề nhưng không thể không nói, có nghĩa là cái sự cứu độ, nó là cái sự cứu độ, sự cứu độ nha, chữ lên bánh đấy, sự cứu độ. Đấy, mặc dù theo cái tinh thần của giáo Nguyên Thủy Năm Tông thì vốn không hề có cái ngày đó, bên đây sẵn là tôi nói luôn, theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy đó thì ngày nào cũng có người ở sa đọa địa ngục khác, ngày nào chúng ta cũng cần phải làm mọi chuyện để mà giúp người khác, ngày nào cũng chúng ta cũng cần phải là tự thanh tịnh, trang nghiêm hóa bản thân mình. Nói chung là trong một năm không có cái ngày nào đặc biệt để mình làm cái chuyện độ tha hết, theo tôi được nghĩ như vậy. Và nếu quý vị nào tìm thấy trong kinh điển thì xin các vị chỉ giáo, tôi xin chân thành cúi đầu quỳ sập dưới chân các vị để được thụ giáo ngay. Tìm mình có một cái ngày nào trong kinh điển Nguyên Thủy mà cái ngày nó quy định đó là cái ngày sống tự tự giác, tự ngộ, tự tự lợi, rồi ngày nào là sống độ tha, theo tôi được biết thì không. Mình có người thân ở trong bệnh viện, mình có người thân ở trong tù thì hãy bất cứ cái cơ hội nào mà có thể thăm người ta được thì mình thăm, chứ còn cái từ là cái quy định của nhà tù, quy định của bệnh viện thì không, mình không có đụng tới. Chứ mà riêng bản thân mình á thì mình không tự nên không nên nên mà tự đặt ra những cái quy định này nọ, nếu mà mình có điều kiện, tôi phải thêm chữ nếu nha, nếu mình có điều kiện thăm hỏi người thân trong tù, trong bệnh viện mà tự nhiên mình chế ra là không, bây giờ tôi chỉ đi thăm ngày chẵn thôi, bởi vì cái ngày đó tôi thích, tôi không gọi là tôi chỉ đi ngày lẻ thôi vì nên ngày đó tôi thích, thì chỉ nên chuyện đó trong đời thường nó đã là vô lý rồi. Cho nên ngày nào mình hồi hướng công đức được cho chúng sinh gồm thất thế phụ mẫu quyến thuộc nhiều đời ha, thì cũng phải làm bất cứ ngày nào. Và tôi xin thưa rõ với bà con, tôi nếu mà ai hỏi tôi phải nói rằng tôi Toại Khanh chống tuyệt đối hai tay hai chân cái chuyện mà chọn ngày làm giỗ. Rồi vì sao? Là vì người nếu mà người ta đang bị sa đọa, người ta đang cần mình hồi hướng mà mình không thèm, mà mình đi theo mấy thằng cha ba tàu, theo nói thẳng luôn là theo ba tàu, đúng là bữa nay là tôi đang là ngạ quỷ này, giác nguyên đam là ngạ quỷ đang ở địa ngục đang rất cần công đức, mà quý vị không thèm hồi hướng nha, các vị đợi đến cái ngày 27 tháng chạp là cái ngày tôi chết đó, các vị mới làm lễ tra tăng. Các vị nghĩ cái chuyện đó nó có phải thông minh hay không hả? Cái chuyện làm dỗ mà lựa ngày đó là nó trẻ đó rồi. Rồi bây giờ các vị tưởng tượng mình đang bị đầy đọa khổ ải ở dưới một cái cõi nào đó, cứ giả dụ như vậy, mà con mình nó cứ đè cái ngày rằm tháng 7 nó mới làm, rồi mình nghĩ làm sao? Cái chuyện như vậy mà cả một dân người hè nhau mà tính được thì tôi cũng xin bó tay bó chân và sẵn sàng đem những người đó đem đi bó chiếu. Bởi vì tôi không có tưởng tượng là mình cái chuyện như vậy mà mình tính được, là ông Tào của tôi thôi, ông Tào của tôi ông bài cả cái chuyện mà đúng giữa bàn bạc mình cũng hè nhau mà mình tin. Bởi vì nếu nó đơn giản như vậy thì cần gì tu hành nữa, cứ đi ăn cướp đi cho thử được nhiều tiền, mình chết rồi đó người ta tụng cho mình, người ta cứ đốt cho một đống vàng mã mà mình với kia mình tha hồ mình xài, rồi nó còn tin ra cái chuyện mình đốt nào là nhà cửa, rồi bây giờ tôi đọc báo thấy hình như có xe hơi, tủ lạnh, rồi có cả iPhone, iPad nữa nghe ha. Cái chuyện như vậy đó mà làm được thì mình phải suy nghĩ mình có vấn đề. Dĩ nhiên có những người không có tin, họ làm cho giống người ta, không làm người ta nói mình kẹo, mà thật ra cái suy nghĩ đó đã bậy rồi, cái suy nghĩ mà không tin mà vẫn làm người sợ người ta nói là đã bậy rồi. Còn mà cái bậy nhất ở đây đó là mình đi tin cái chuyện đó vậy ha. Cho nên sẵn mượn cái này tôi nói cái kia, tôi không biết bao giờ tôi có dịp tôi nhắc cái chuyện này nha. Cho nên tôi mượn cái chỗ mà chú Olumbana ở đây nè, chúng nói luôn cái chữ Olumbana này là đó chính là chữ gốc của chữ Vu Lăng Bồn. Và ở đây nếu mà có vị nào mà xin lỗi trước, nếu có vị nào là vị tỳ kheo ở trong đêm này thì chắc các vị còn nhớ cái câu mà mình thọ giới, mình đọc trong nhà thọ đó giới ulum bát tu mang thành tê đó, tức là xin tăng chứ hãy ra tao mà chế độ con cho con được thọ cụ túc giới, từ cái từ cái chữ ulum trong đó là ulum bát tu mang, tức là ulum bát tí.
lâm bát thí, mà trong cái hình thức gọi là trong cái dạng mà gọi như là mệnh lệnh cách nha, thì nó là ulum batu, batu. Mà tại sao số ít là bởi vì đằng sau đó là cái chữ sanh khô, mà sanh khô nó là số ít, sanh khô nó là số ít, cho nên á lại đây phải là tú ngôi số 3 số ít nha. Xin tăng hãy ra tay tới độ cho con, cho con được thọ cụ tốt giới. Thì ngay ở trong cái câu 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 cái câu tu, cái câu mà câu kinh mà xin câu đắc bạch mà xin lỗi đại giới của tỳ kheo là đã có cái câu đó rồi, cái động từ là ulum bát tí nha. À, cái mệnh lệnh cách, cái thể mệnh lệnh cách nó là ulum bát tú, còn cái nào cái danh từ, cái dạng danh từ của nó tức là ulum tâm mắt, cái gọi là vu lăng bồn, có nghĩa là cái ngày 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 cứu độ của những người bị đọa. Nhưng mà phải nói thêm là chỗ này thì Sanskrit và Pali giống nhau, nãy giờ tôi quên nó, cái bị ngạc nhiên nó, ủa nếu mà chỗ đó Nam Tông không có mà tại sao có cái chữ Pali, thì tôi phải nói thêm là Pali và Sanskrit chỗ này giống nhau. Giống nhau. Và bây giờ nó xuống thế này, à, tăng ni thầy bà gì cũng cần biết, họ vô họ nói cái gì cho đã, đại ông địa mình cứ ngồi mình nghe rồi cứ mình lẩn quẩn lẩn nói đi, để bà nói đi, mình chạy vô internet mình tìm nghe. Chứ nay mà thời nay cái chuyện mà tra cứu sư khảo nó không còn là độc quyền của một thiểu số tăng ni, một thiểu số ai đó nữa, mà nó là cái hôm nay nó là một cái sân chơi chung. Nghe cái chuyện mà nghiên cứu này nó là một cái sân chơi chung của tất cả mọi người, từ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tôn giáo, vân vân và vân vân. Cho nên sáng hôm nay thì chúng tôi thì mượn cái chỗ này để nói thêm một cái chuyện mà sợ mai mốt có dịp nói nữa là như vậy đó. Thì chúng tôi trở lại nội dung bài kinh nha, có nghĩa là đối với một người thiếu trí thì đời sống sa môn là một chuyện rất là khó khăn, rất là khó khăn. Cái gì cũng có trong từng cảnh, trong từng cái điều kiện, trong từng cái bối cảnh môi trường, trong từng thứ những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, nếm, đụng. Thì trong mỗi mỗi cơ hội như vậy là mỗi lần mình gặp khó, khó đây là sao? Lúc thì mình tham thích, lúc thì mình ghét sợ, bất mãn, chối bỏ, trốn chạy, nha. Đó là cái khổ cho mình. Thấy khó là vì không thể hành sa môn pháp, mà cũng thấy khó là vì bị ngoại cảnh nó tấn công. Đó là hai cái khó của cái người không có trí. Rồi trường hợp thứ hai, cái trong một nửa bài kệ còn lại đó là Đức Phật này nói về, thì nói về một vị tỳ kheo chân chánh thì luôn luôn sống thúc liễm căn môn giống như con rùa nó có cái mai để nó ẩn trú. Và với một cái vị mà sống một cái đời sống như vậy thì trước là lợi mình và sau đó lợi người. Cái nếu mà rút gọn nội dung của đoạn kệ thứ hai này là vậy đó, vị tỳ kheo sống thúc liễm các căn môn, không để tâm mình bị dính mắc vào tham ái và tà kiến theo chú giải nó vậy đó. Và với một đời sống như vậy thì vị tỳ kheo cùng một lúc vừa tự lợi vừa lợi tha, nếu mà phải dịch lại chúng tôi sẽ dịch như vậy. Ok, bây giờ tiếp theo là chúng ta học một bài kinh nữa, đó là cái bài kinh Tàm Quý. Cho tôi xin về kinh Tàm Quý. Ông khoan, còn câu nữa, Paramiputto nu đây là cần chi, có nghĩa là với một cái nội tâm tịch tịnh, Paramiputto đây nghĩa là tịch tịnh, không làm hại ai sống, thì đi theo sống không dính mắc vào tham ái và đại kiến, không có làm hại người, tâm tư tịch tịnh và không có lòng chỉ trích ai. Một trong những cái đặc tính, một trong những đức tính ưu thánh của một vị tỳ kheo nói riêng và người tu hành nói chung là không tự tán phỉ tha, gọi là tự tán hủy tha, có nghĩa là khen mình chê người. Ngày trước tôi coi kinh là tôi thấy bốn cái chữ mà khen mình chê người đó tôi coi thường, coi thường nó là coi rẻ, mà coi thường nghĩa là không lưu ý, tôi thấy cái đó có ở đâu hay. Nhưng mà dần dần có tuổi hơn một chút, bây giờ già rồi tôi thấy cái đó hay lắm. Nếu ai hỏi tôi, bốn cái chữ mà khen mình chê người nó có nghĩa là gì đó, hỏi tôi ngay bây giờ tôi sẽ trả lời thế này: đó là toàn bộ pháp môn tu hành của Phật giáo. Ở tuổi này mà ai hỏi tôi đó, tôi sẽ trả lời như vậy, bốn chữ thôi: không khen mình chê người. Bốn chữ chứ, khen mình chê người, chỉ cần làm thêm bốn chữ đó là coi như đi ngược lại Phật giáo. Mà không làm thêm bốn chữ đó là đã làm đang thực hiện toàn bộ nội dung của Phật pháp, tức là không khen mình chê người là sao? Không khen mình là không coi trọng mình, không có thấy mình là cái gì giống gì hết, mình chỉ làm chuyện cần làm mà thôi. Bao nhiêu công đức
mà mình tu tập được nó chỉ là cái việc uống thuốc của một người bị bệnh mà thôi. Chúng ta có giỏi Phật pháp cách mấy đi nữa thì đó cũng chỉ là một cái hình thức trị liệu, bởi vì học Phật pháp nhiều thì bớt được cái ngu với vậy thôi. Thiền định nó bớt những cái ác pháp cho mình, thiền chỉ nó bớt ác pháp cho mình, thiền quán nó bớt cái ác pháp cho mình, giới lực rồi bố thí rồi phục vụ rồi nghe pháp thính pháp hồi hướng cải chánh kiến thức vân vân, tất cả công đức lớn nhỏ đều chỉ mang một ý nghĩa duy nhất, đó là uống thuốc trị bệnh chứ không có dạy hết. Chỉ có thằng điên nó mới khoe là tôi đang bị tiểu đường, tôi đang uống thuốc tiểu đường, mỗi viên như vậy là trị giá là 20-30 đô la, chỉ cần chàng khùng mới khoe đó thôi, chứ mình bị tiểu đường có đâu hay mình khoe. Thì thật ra cái chuyện tu hành nó cũng là vậy, cho dù chúng ta có ngồi thiền được 8 tiếng đồng hồ có hào quang, cái mông chúng ta có cách khỏi mặt đất 2 tấc đường nữa, cái chuyện nó không có đáng khen, không đáng khoe, là bởi vì chúng ta đang uống thuốc. Có thằng điên nó mới khoe là nó đang bị bệnh, nó đang uống thuốc nha. Cho nên đó là chuyện đầu tiên đó, là mình không có tự khen mình, bởi mình thấy mình chẳng là cái gì hết. Thứ hai, khi mình thấy mình chẳng là cái gì hết thì mình có thấy cần thiết phải đi nói xấu người ta không? Mình có cần thiết phải chà đạp hạ bệ dè biểu xúc xỉm người khác hay không? Hả? Có cần không? Cần. Cho nên chỉ 4 chữ thôi, khen mình chê người, nếu mình né được thì đang thực hiện toàn bộ tinh thần Phật pháp. Tôi phải nói là toàn bộ chứ không phải là một phần, mà là toàn bộ tinh thần Phật pháp. Còn nếu không đó, thì mình đang phá hủy toàn bộ tinh thần Phật pháp. Dù anh bố thí nhiều hay là anh giữ giới trong sạch, anh tinh thông Phật pháp, anh thiền định ngon lành, thì tất cả những cái này không có cái gì đáng anh để anh tự đắc hết nha. Vì anh đang uống thuốc mà, anh nhớ giùm tôi cái đó nha. Và anh nhớ giùm cái này nữa, ngày trước anh chưa biết Phật pháp, anh để cho vợ chồng con cái tài sản nó xiềng xích anh, thì lúc đó, đó là anh đang bị xiềng bởi cái vậy sợi dây xích bằng sắt. Bây giờ anh biết đạo rồi, anh cạo đầu trọc lóc rồi, hoặc là anh làm đang là một cư sĩ rồi, anh tinh thông Phật pháp, thiền định ngon lành, kiến thức gọi là đa văn rộng rãi, giới luật trong sạch, mà nếu anh không khéo thì anh tiếp tục bị xiềng nữa, mà lần này bị xiềng bằng cái dây xích bằng vàng, chỉ vậy thôi, nhưng mà khác cái gì hết. Trước đây mình bị xiềng bằng cái dây xích bằng sắt xét không à, kinh ghẻ lỡ. Bây giờ là nó ngon hơn, là coi như mình tự mình xiềng mình bằng cái xiềng bằng vàng có cảnh hộp, mà dòng cái thứ mà không cảnh nó còn đỡ, chứ cảnh nó còn cấn đạo nữa, càng cấn dữ dội nữa nha. Cho nên đừng có tưởng là mình sở hữu những cái đó là mình hay. Cho nên cái chữ mà khen mình chê người nó có ý nghĩa như vậy đó, thưa quý vị, cái đó là toàn bộ của mình Phật pháp. Cái là khi mình coi mình ra gì hết thì là mình đã đi được má rồi, đã đi được một bước, đi một bước rất là xa. Và khi mình thấy mình là gì hết thì mình mắc cái chứng gì mà mình phải nhận xét, phải bơm bịch người khác nha. Ok, bây giờ cho tôi xin thêm một bài nữa, đó là cái bài gì quên mất đây à, mình có một bài nữa thôi. Và tôi rất là trông đợi ngày mai, vì ngày mai đó mới là cái ngày mà coi như là tôi được giảng cái bài tôi thích nha. Còn nếu mà bữa nay là tôi giảng cái bài mình giảng theo theo cái trình tự thôi. Chứ còn mà cái bài mấy bài tôi thích nó cũng có cái phân biệt trong đó quý vị, có phân biệt. Giống như trên mâm ăn như nó thì mình lịch sự mình cái gì mình cũng gấp hết, nhưng mà dĩ nhiên trong đó nó có cái món ruột rồi, có cái món không có ruột nha, có cái món ví dụ như mình ngại ăn cay, mình cái món nó cay quá mình ăn nổi, mình sợ nó có dừa món nó béo quá mình ăn nổi. Ok, bây giờ là tới cái bài tiếp theo là cái bài tạm quý. Yes, bài tạm quý. Cái bài đạo quý nó cũng dễ thương. Ở đây, bài này nó có cái điểm này. Người được tàm chế ngự nha. Thì nghe nó bất tử mình thấy có chữ tàm quý nha. Nhưng mà thật ra trong bản bản Pali thì nó không có cái chữ quý. Quý là sợ đó, hiri ottapa. Thì ở đây nó không có cái sợ à, không có chữ sợ ở đây, mà đây chỉ có tàm thôi. Tàm là mắc cỡ. Và tôi dịch đó là cái chữ tự thẹn. À, nó có một cái chữ khác rất là hay, đó là chữ chữ liêm sĩ nha. Chữ liêm sĩ có nghĩa là biết thẹn, liêm là sập mà sĩ là thấy thẹn à, nhưng mà trong trường hợp này tôi không có xài chữ liêm sĩ, là bởi vì cái chữ liêm sĩ đó à, ở trong tiếng Việt Nam ấy, trong chữ Hán Việt đó, nó mang một cái nghĩa rất là đời à, nó rất là đời à, mà nó cũng rất là hẹp so với Phật pháp. Thí dụ như ở ngoài đời liêm sĩ là gì, là mình á, không có ăn gian nói dối. Mình không có làm cái gì mà vi phạm pháp luật,
không làm cái gì mà bị xã hội người ta phê phán. À, thì cái chữ liêm sĩ theo tôi hiểu là như vậy, không làm cái gì mà bị pháp luật trừng trị, không làm cái gì mà bị xã hội phê phán, rồi thêm cái nữa là không làm cái gì mà lương tâm mình nó thấy hổ thẹn. Mà cái mà lương tâm mình hổ thẹn ở ngoài đời nó khác trong đạo. Lương tâm hổ thẹn là sao? Là mình không có làm cái gì mà có thể nói là xã hội, cũng trở lại xã hội nữa, không làm cái gì khuất lấp mà xã hội nếu người ta biết được người ta sẽ cười chê, người ta sẽ phê bình. Trong khi đó thì cái tinh thần Phật pháp mình á, cái chữ cái ý nghĩa của những liêm sĩ á, như vậy đó là hẹp lắm, nó hẹp lắm. Ví dụ như là theo tôi hiểu đó, thì ví dụ như một cái động tác nhỏ thôi là khi mình ăn mà mình thấy thích thì ở ngoài đời đó là chuyện vô tội, nhưng mà theo trong đạo á, một vị tỳ kheo mà enjoy trọn vẹn cái bữa ăn của mình á, ăn mà như một người đời là ăn và thưởng thức một cách trọn vẹn, đắm đuối ở trong cái hương vị bữa ăn, thì theo tinh thần Phật pháp mà nói thì vị tỳ kheo nên biết tự thẹn. Trong khi đó ngoài đời không có chuyện đó, ngoài đời ăn ngon mà dụng tóc, ngoài đời mình enjoy với chiếc xe của mình cảm thấy thích thú ở trong cái nhà của mình cảm thấy mình thích thú trong cái bữa ăn của mình thích thú trong đôi giày đôi dép, trong cái cặp mắt kính, trong cái đồng hồ của mình, đó là những bình thường. Nhưng mà trong tinh thần nhà Phật thì không có như vậy. Một vị tỳ kheo phải biết tự thẹn với những cái điều mà thế gian mình thấy rất là bình thường. Ví dụ như bây giờ có ai nó cho mình cái đồng hồ mà mình thích, đó là cái chuyện mà mình phải tự thẹn. Mình cái xăm soi cái đôi giày của mình, đó là điều đáng tự thẹn. Mình sở hữu một cái vật mà sa môn không nên có thì đó là điều đáng tự thẹn. Nhưng mà đời thì cái chữ liêm sĩ nó không có mang ý nghĩa đó. Ừ. Cho nên cái này tôi cố ý tôi tránh, mà tôi sợ không nói ra bà con nghĩ là tại sao ông này có chữ liêm sĩ hay quá mà không xài. Để, thì không phải, tôi có nghĩ cái đó. Chữ liêm sĩ hiểu thì nghĩa ngoài đời thì nó nhiều hơn, nó hẹp hơn, nó chặt hơn, nó ít hơn, nó ít ít ý nghĩa hơn. Cái chữ tự thẹn đây là gì? Ở đây mới nói là người được tàm chế ngự. Cái câu nếu mà phải dịch lại thì tôi thích dịch lại hơn. Ở đây đó liệu mình có thể tìm thấy ở đây nó khổ là cái bài kệ này nè, nó gồm có hai phần, đó là câu hỏi, cái câu hỏi và cái câu trả lời. Nhưng mà trong cái chú giải chỗ này thì không có nêu rõ cái danh tánh thân phận của người hỏi, cũng không nói rõ ai là người trả lời, nhưng mà hiểu nhầm có lẽ là Đức Phật nha. Thì ở đây mình chỉ nhớ trong câu kệ này có hai phần. Phần một đó là liệu có thể tìm thấy ai ở đời này có cái lòng biết tự thẹn, biết tự thẹn, biết sống mà để cho người ta không có biết ngăn chỉ trích, mà biết sống mà sống làm sao mà để ngăn không cho người đời đó người ta có cái cớ để mà người ta dè biểu mình, người ta phê phán mình. Liệu có thể tìm thấy được người nào đó ở đời này mà biết sống tự thẹn, biết sống làm sao để mà không bị người ta phê bình. Ở đây tôi xin nói rõ nha, cái chỗ này không nói rõ thì bà con dễ hiểu lầm, nhất là những người sơ cơ. Ở đây đạo Phật không có coi nặng với đề sĩ diện nha, cái đó phải nói rõ. Đạo Phật không có coi nặng với đề sĩ diện, có nghĩa là làm mà sợ người ta nói, không phải. Mà trong đạo Phật dựa vào cái tiêu chuẩn chánh pháp, cái là mọi người nhớ giùm cái đó, chứ không nói bà con cứ tưởng là Đức Phật kêu gọi mình sống cứ tối ngày sĩ diện, mà đặc biệt là sĩ diện hảo thì không có cái vụ sĩ diện, mà nhất là sĩ diện hảo thì không. Nhưng mà đạo Phật không có coi nặng cái tự ái mà coi nặng cái tự trọng, biết có được cái phân biệt hai chữ này không? Đừng có giận nha, tôi giảng là tôi có quyền hỏi tùm lum mà ra rồi đấy. Chứ có nhiều người nhưng tôi hỏi mấy cô tu nữ Phước Sơn mà cho tới bữa nay tôi còn còn thấy thấy, thấy tức. Tỏ chánh chánh nghiệp là gì, mình tính hỏi họ để mình nói chuyện khác, ai ngờ họ nói chánh nghiệp đó là cái nghề nghiệp chân chánh. Cái người ta nó lạ như vậy đó. Giống như là cái câu mà giặt đến bà nhặt giặt đến nhà đàn bà cũng đánh đó, thì có chỗ họ hiểu thế này, chỗ họ hiểu là giặt nó rất là ác, nó vô nó đến nhà đàn bà đó phải, mà họ cũng tiếp tục đánh luôn. Có người tin, có Việt Nam mà có người hiểu như vậy. Và ngày kia có một ông thầy đang viết lên bảng câu này, ông viết cái câu này: ông viết câu này, ông thầy giáo viết trên bảng là thầy làm nên đố mày không. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Là ông thầy ông viết cái trên bảng ấy, một trong một lớp học, ông viết trên bảng ấy,
là mấy chữ này là thầy, ông viết được bản hay câu là thầy làm nên đố mày không, rồi mới kêu mấy học trò bây giờ mấy em sắp xếp cái câu này lại cho thầy, làm trở thành một câu có ý nghĩa, và thầy cho em biết, anh biết cái câu này câu rất là nổi tiếng. Thì trong lớp có một diễn viên có nhiều em biết lắm, thì em mới nói là thưa thầy, các vị làm ơn sắp xếp cái trật tự mấy câu này mấy chữ này lại giùm tôi được không, các vị sắp xếp được hay không. Rồi nhưng mà có một đứa nó giơ tay lên, nó nói thưa thầy cái câu của em là làm thầy mày không nên đố, làm thầy tá bảo thì ông không ngờ là có đứa nó nghĩ như vậy đó, làm thầy thì mày không nên đố, cho nên là cho nên tôi phải hỏi rõ các vị, tôi phải hỏi rõ các vị vậy đấy, tôi phải hỏi rõ, tôi đang giảng cái gì tôi hỏi tôi quên rồi. À đúng rồi, cái chữ tự ái nó tự trọng. Chỉ tự ái với tự trọng đó là không, làm thầy mày không nên đố, làm thầy mày không nên đố, tại tôi phải hỏi là tại tôi sợ có biết đâu, biết đâu làm thầy ấy phải cái là mày không nên đố, tôi bị nghe có động đại không. Đó, thì đạo Phật không coi nặng cái sĩ diện, đặc biệt là sĩ diện hảo, đạo Phật không có coi nặng cái tự ái mà đạo Phật coi nặng cái tự trọng. Tự trọng có nghĩa là trước khi mình làm cái chuyện gì đó thì mình phải coi rồi coi bản thân mình đó, mình có tự khinh vào mặt của mình đó, mình tự có nhổ vào mặt mình vì cái việc làm đó hay không, chứ mình không nghĩ đến người khác, cái chuyện đầu tiên. Và ở trong kinh đó, trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói trên đời nó có ba cái hạng người, cái hạng thứ nhất gọi là ấp ta thi ba tây giác, lấy mình làm trọng. Đấy, lấy mình làm trọng. Cái hạng thứ hai nó gọi là lu ca thí bát tỳ á, là lấy đề làm trọng. Cái hạng thứ ba là tham mê thí bát tỳ á, là lấy pháp làm trọng. Đây là ba cái hướng hành động, ba cái động cơ hành động, ba cái động cơ để sống đời của thiên hạ. Cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái hạng thứ nhất là áp ta phải tay giác, lấy mình làm trọng, nghĩa là sao, là cái gì mà nó có lợi cho mình thì mình làm, cái gì mình thấy thích thì mình làm, cái gì mà mình thấy nó tiện cho mình thì mình làm, cái gì mà nó dễ dàng cho mình thì mình làm. Nói chung là nhìn đâu đi nữa thì mình cũng lấy mình làm chuẩn. À, cái chuyện nó chuyện tào lao cỡ nào bậy bạ cỡ nào quan trọng, miễn là mình thích chuyện đó hoặc là chuyện nó dễ dàng cho mình, nó trong khả năng của mình thì mình làm thôi. Đấy thì hãy nhắc nó nói tới đây tự nhiên nhớ chuyện tào lao, là có một cái nhân vật Hồi giáo rất là nổi tiếng là ông Nasruddin. Một đêm đó ông đi uống rượu say về, rồi bạn bè ổng thì thấy ổng lây quay dưới cái cột đèn đường á, thì bạn bè ổng họ dừng lại hỏi chuyện gì đó, là mất cái gì vậy, có cần xuống giúp hay không, bà con có còn nghe tôi nói không, bà con có còn nghe tôi nói không. Ok, là bạn bè thấy ổng lây quay ở dưới cái góc dưới cái cột đèn đường, nó hỏi ổng là có cần giúp gì hay không, bộ là mất gì phải không. Ổng nói không, tôi là mất cái chìa khóa thôi, chìa khóa nhà, không có chìa khóa nhà thôi tôi vô. Thì bạn bè hỏi bây giờ mày nhớ kỹ thì mày làm rớt ở đâu, thì ổng mới nói thì tôi rớt chắc trên đường ở chỗ quán nhậu ra đó, chắc ngay chỗ đó đó. À, nhớ rồi, rồi ổng là nhẹ nói ở ngoài quán rượu đi ra đoạn đường xa xa chắc rớt này cho nó. Cái bạn bè nói rớt ở đó mà tôi sao tìm ở đây, thì ông nói dạ rớt ở đó mà tao tìm ở đây lý do là cái chỗ mà tao nghi rớt thì chỗ nó không có đèn, mà cái chỗ này là chỗ có đèn mà tao tìm ở đây nè. Đấy cái câu chuyện đó nó có vấn đề đó với tôi, câu chuyện nó rất là sâu, là nhiều khi mình giải quyết vấn đề không phải là vì cái nhu cầu mà vì mình dựa vào một cái điều kiện rất là buồn cười. Ví dụ như bây giờ mình khổ quá, thay vì mình đi tìm một cái giải pháp mà tốt nhất thích hợp nhất thì mình lại đi chọn một cái giải pháp mà nó nằm trong cái khả năng của mình, mà mình biết trước là cái giải pháp nó không có xài được. Ví dụ như buồn quá đi uống rượu,
Xin lỗi chứ mình có ngu như con bò, mình cũng hiểu là cái rượu nó không có giúp được gì, rượu nó chỉ làm cho mình ngủ thôi. Mà thấy nó đúng rượu thì uống vô mà không có một cái khả năng phản ứng gì hết, mà ngay cả khi mình tỉnh táo đó thì cái khả năng đối phó bất trắc của mình là nó đã không đáng kể rồi nha. Tôi nhắc lại, khi mình tỉnh táo thì khả năng đối phó bất trắc của mình nó vốn đã không đáng kể, mà đời sống vốn đầy bất trắc, nó đủ thứ chuyện hết đấy. Mà khi mình tỉnh táo là mình đã không có nhiều lắm những cái khả năng đối phó bất trắc, thì nói chi là bây giờ mình làm tự tự hủy cái khả năng tỉnh táo, mà phải xảy cái tự hủy đó, tự đưa mình vào một cái tình trạng là mất hẳn cái khả năng phản ứng, mất hẳn cái khả năng tự vệ. Ai mà không biết chuyện đó, ấy vậy mà có khối kẻ trên cái hành tinh này cứ đụng diện là cứ nấp rồi, cứ đụng diện là cứ nấp thôi. Chính họ biết đó không phải là giải pháp. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đời này, có những người họ giải quyết vấn đề không phải là vì cái tính kỹ thuật, mà chỉ vì cái khía cạnh cảm tính đó thôi. Tức là tôi thích cái cách giải quyết đó, hoặc là cái cách giải quyết đó nó nằm trong khả năng của tôi, thế là tôi chọn đó. Cho nên cái đây là cái hạng thứ nhất, là hạng apta nhé, tức là hành động lấy mình làm trọng. Cái hạng thứ hai đó là cái hạng loka giác, có nghĩa là lấy đời làm trọng, có nghĩa là cái chuyện nó đúng sai không cần biết, nên làm hay không nên làm không cần thiết. Cái gì mới quan trọng, mà quan trọng nhất mình làm vì sĩ diện hảo. Mình không làm mà ta nói nó kỳ, mình không có thích nhưng mà không làm nó nói nó kỳ. Chẳng hạn như tôi nói một chuyện rất là rùi mu nhưng mà có thể minh họa cái điều tôi đang thừa ở đây, đó là tôi nói có nhanh lắm không, tôi nói có nhanh lắm không. Alo, tôi sợ tôi nói nhanh lắm không. Ok, tôi xin thưa với bà con rằng tôi một phần có lẽ tôi gầy gò ốm yếu, rồi một phần nó có lẽ do cái thẩm mỹ, cái mỹ quan của tôi nó ra làm sao đó, mà tôi hoặc là có thể xuất thân tôi chắc cũng nghèo nàn hay làm sao đó, mà tôi rất là ghét những cái đồ trang trí nội thất mà nặng nề đó. Tôi đi vô nhà hoặc vô cái chùa mà tôi gặp mấy cái bộ furniture mà bằng gỗ nặng đó, tôi ghét lắm. Bởi vì tôi tự hỏi tôi làm sao mà mình xê dịch nó để mà mình lau nhà, mình quét bụi được hả? Rồi nó cứng nhắc như vậy đó thì làm sao mà mình ngồi nó êm được hả? Rồi lỡ mà bị trượt chân mà gõ cái đầu vào trong đó có phải bể cái hũ cao hay không hả? Rồi mình ngồi tay chân mình rờ đâu nó cũng cứng, nó cũng cánh, nó cũng nhọn, nó cũng có cạnh hết á. Sao tôi rất là ghét cái đó. Nhưng mà tôi biết có người họ cũng như tôi vậy đó, họ cũng ghét. Nhưng mà bây giờ thiên hạ đang rần rần ai cũng tậu một cái bộ gỗ quý. Việt Nam còn có cái bộ loại mà kêu là gỗ lũa, lũa có nghĩa là mấy cái gốc cây mà người ta sửa là thành bàn ghế để ngồi đó. Tôi biết có nhiều người họ không có ưa, nhưng mà bây giờ bà xã nó thích quá, hoặc là ông xã thích quá, hoặc là mấy đứa con nó thích quá, hoặc là bạn bè ai cũng có một bộ thì mình cũng phải sắm một cái cho bằng chị bằng em này, thì cái kiểu xấu như vậy là chết rồi. Mình không thích thì thôi, mắc cao mình mới giác nó về tự mà khổ mình này. Cho nên cái hạng người đó được gọi là lô ca tị giác, là sống lấy đời làm trọng, nghĩa là mình phải ngó mình trước chứ. Đằng này cứ chạy đi, người ta không làm nó kỳ, không làm thì nó thiếu. Bởi vì trên đất người Việt Nam mình để mô tả cái hạng này nè, người ta có một cái câu là không làm nó nói mình lười, mình làm lia làm lịa nó nói mình làm lấy le, là như vậy đó. Tại sao mình phải chú ý người ta làm chi, nó cần thiết. Cái hạng thứ ba mới quan trọng đấy, cái hạng thứ ba mới quan trọng đó là tham ma tì á, có nghĩa là lấy chánh pháp làm trọng, làm cái chuẩn mực, làm cái thước đo, làm cái khuôn vàng thước ngọc, là sao, là cái chuyện đó đó mình thích hay không thích không quan trọng, cái chuyện đó cuộc đời nó đánh giá là làm sao, cái miệng đời nó làm sao không quan trọng, mà cái quan trọng ở chỗ là cái chánh pháp. Cái chánh pháp tinh thần, xét là tinh thần chánh pháp thì nó có ok hay không. Tuy nhiên ở đây tôi cũng xin mở ngoặc, nói như vậy đó là tôi muốn tôn vinh cái tinh thần chánh pháp, chứ không có nghĩa là tôi kêu gọi các vị sống đạo một cách cực đoan nha. Tôi nói rõ làm ơn, tôi van xin cầu khẩn quý vị hãy hiểu cho tôi chỗ này, cái đừng đi đồn mà chết tôi. Nó không giống như kêu gọi tôi sống đạo cực đoan không phải, mà tại vì muốn vinh danh cái tinh thần chánh pháp thì tôi nói như vậy thôi. Nhưng mà phải nhớ cái này, đồng ý trong ba cách sống thì luôn luôn mình phải chọn cái sống thứ ba, tức là chánh pháp làm gốc, làm trưởng, làm trọng, coi nặng chánh pháp. Chánh pháp là số 1, chánh pháp là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sống đạo cực đoan, có nghĩa là sao, thấy gì nó đúng chuyện nó hay nhưng mà cũng phải xem cái bối cảnh một chút xíu. Thí dụ bữa nay tôi có bị cho tôi xì ra một vài cái tâm tư thầm kín của tôi nha.
Tôi thấy cái chuyện mà Phật tử mà quỳ lạy ông sư á, nó cũng hay lắm chứ không phải dở đâu. Nhưng mà tôi xin thưa với bà con đó, cái chuyện mà Phật tử mà quỳ lạy là một, cái chuyện mà Phật tử mà khấn nấm mà xung xoe bên mấy ông sư mà trong mấy ngày lễ lớn là hai. Nếu cái chuyện đó tôi giấu, xin lỗi, là giống như mèo mà nó, con mèo mà nó giấu phân vậy đó, tôi nhột lắm mà tôi mới nói bữa nay cho tôi xì trong bữa. Thứ nhất, tôi nhìn thấy cái cảnh bà con đi đón chư tăng mà quy trường mà quỳ lạy đó, tôi khó chịu lắm. Là vì sao? Là vì cái kẻ ngoại đạo, cái kẻ vô thần nó luôn luôn nó nhiều 1 tỷ à, nó nhìn như vậy nó nói mình là tà, nó nói mình là cuồng tín à. Con người mà lạy con người nó là sao? Họ chỉ biết là con cái lại cha mẹ là đã thấy hơi dữ dội rồi đó, mà nhiều lắm là con người, người sống mà lại quan tài là thôi, hoặc là lại một cái biểu tượng tâm linh như là Chúa hay là Phật thì đã là quá rồi. Đằng này là một con người với con người mà quỳ lạy nhau ở chốn đông người, tôi thấy cái đó không anh em. Tôi còn nhớ hồi trước đó, tôi quen ở Việt Nam là bà ở đâu lạy đó, chứ mà cái lần đầu tiên mới gặp ngày hậu giác ở trên trường, tôi chưa có lạy, tôi mới làm một cái động tác giả à, diễn diễn phải xài chữ diễn à, chữ diễn tôi đang diễn, tôi làm một động tác giả là tôi làm như tôi muốn khuỵu đầu gối xuống vậy đó. Thì ngày chụp cái vai tôi nói đông người chỗ đông người đấy, chỗ đông người rất là hay. Có nghĩa là mình tưởng cái chuyện đó là hay là mình làm, nhưng mà không có được, người ta nhìn vô người ta nói mình cùng tính nhé. Đó là một. Rồi cái chuyện mà ông sư ông ăn cơm thì cái chuyện mà nói rằng tỳ kheo phải dâng tận tay, xin nói thiệt nha, cái đạo mà là đạo có trí chứ không phải là cái đạo cùng tính, cái đạo của cái của mấy bà già trầu không phải. Cái đạo mình là đạo tỉnh táo nha, cái đạo mình là đạo con lành mà. Mà trong khi tại mình phải hiểu tại sao mà có cái chuyện phải dâng tận tay là bởi vì có trường hợp người ta mới để đó, người ta tính đem đưa cho ai đó mà mình đã thò tay qua mình xử rồi, mình tưởng nó là của mình thì cái đó không có nên. Đó là lý do tại sao luật mới quy định là người ta phải đưa mình tận tay để mình xác định được cái đó là của mình để mình mới ăn nha. Đấy, đó là lý do tại sao mà phải dâng mấy ông sư lễ nghĩa đó, chứ không có phải dâng nó là một cái nghi thức tôn giáo tâm linh mà mang một cái ý nghĩa ghê gớm siêu hình khó hiểu không thể giải thích, chẳng thể định đàn, bất khả tư nghị mãi, mà nó là một chuyện đó rất là khoa học. Đấy, cho nên ấy, khi mà ta đã dọn trước mặt mình rồi thì mình biết đó cho mình chứ không phải cho ai à, mà nhất là những cái chỗ đông người, ông đi ra bà đi vào mình thấy trong đó là vô thần có, ngoại đạo có, rồi những thứ mà bất mãn thì chùa có, thứ cảm tình thì chùa có, đủ thứ thập vật trong đó thì thôi mình đại khái mình tượng trưng, mình cứ chạm nhẹ cái tay là được rồi, còn không nó xung xuê. Hoặc là có những cái chén có chè, chén chè chén chảo, người ta sợ rùi sợ bụi sợ cát, người ta mới lấy cái bao ni lông người ta bịch lại, thì cái phần đó để yên trong sư cũng tự làm, mắc cái chứng gì mà mình phải chen vô, mình tự mình gỡ ra, sư để cho con gì đó cho con, mình làm quá ông sư giống như bại sụi bị bất lực vậy đó. Mà cái điều quan trọng nhất là sao, là những người cái nhìn của người bên ngoài nó rất là kỳ, họ thấy ông sư giống như là ngồi hưởng vậy đó. Dạ, cái đó nó rất là kỳ, mà không hiểu tại sao mấy vị lớn không, mấy vị trưởng lão không lên tiếng chuyện đó, và mấy người Phật tử của mình cứ là nhào vô mà dẫn sát, mà nhào vô mà để làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ cả một rừng người bao nhiêu cái đầu hả, mà tại sao thở cái đó, tưởng cái nó hay rồi, cái đó nó dễ ẹt nha, nó dễ ẹt à, mà cứ hèn nhau bao nhiêu thế hệ mà cứ làm thì cái đó tôi nghĩ không anh em. Ok, cho nên cái điều quan trọng nhất là sống theo chánh pháp, mà sống một cách thông minh, sống một cách có lựa chọn thái độ, lựa chọn cách thức, lựa chọn cái kiểu bày tỏ biểu lộ nha, thì đó là cái kiểu sống đạo thông minh. Còn cái kiểu mà sống đạo quá khích là tôi chống. Ok, cho nên ở đây trong cái bài kệ này đó, nó có cái chỗ này, nó có cái chỗ này đó là đâu đó, cái chỗ gì post rồi, nó mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Bài kinh đâu, giờ này em ở đâu, mất tiêu rồi. Đây, ai biết rằng chỉ trách là như vậy đó, tức là mình sống mà định để cho người ta nói một cái gì hết nha, như người hiền bóng rồi. Cái câu này nó hay vô cùng, trong chú giải gì, trong chánh kinh ấy, trong chánh kinh ấy, cái chỗ mà chánh kinh xài cái chữ gì, trong chánh kinh xài cái chữ gọi là asofatro kasa như vậy, asofatro kasa như vậy. Cái câu này nó hơi tối nghĩa rồi, xong luôn. Mình quên click cái đó, mình đánh vào hư không, một cú đấm trơn vào không khí. Aso
Cắt ruột cắt xa đi bác đấy, giống như ngựa hiền bốn roi có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong trong kinh ấy, cái chỗ này phải mượn kinh nhé, trong kinh nó trên đời này nó có bốn cái hạng ngựa. Cái hạng thứ nhất ấy, là coi như là nó chỉ thấy cái bóng roi giơ lên là nó đã chạy rồi, thậm chí nó chỉ cần mình nó nghe cái tiếng ông chủ nói hét là một tiếng thôi là nó biết là chạy, hoặc là một cái vỗ nhẹ vào cái mông của nó là nó gọt mắt. Cái loại ngựa thứ hai là quất lên một cây nó mới đi, loại ngựa thứ ba đánh dữ dội nó mới đi, và loại ngựa thứ tư là đem nó làm gỏi luôn nó cũng không thèm đi. Ok, nó để khác như vậy. Thì trong kinh ví dụ trong đời này có những hạng người tương đương như vậy, có nghĩa là có những người chỉ cần nghe qua một câu pháp là họ đã đi tu rồi. Có người họ phải trông thấy cái cảnh mà sanh ly tử biệt, cái cảnh mà có như tan thương chết chóc xảy ra ở đâu đó thì họ mới chịu đi tu, có nghĩa là họ thèm phải bị một râu rồi mới đi. Rồi cái loại thứ ba là họ đợi cái chuyện đó nó mới xảy ra trên người của họ, trong gia đình họ, cho người thân của họ thì họ mới chịu đi tu. Rồi còn cái hạng thứ tư là chết bỏ trời sập xuống họ cũng không thèm về với Phật nha. Thì bốn hạng người như vậy thì mình lấy bài kinh để mình liên tưởng vào bên đây cũng giống như vậy. Asofatro có xong ra đây có nghĩa là cái người mà họ có cái lòng tự thẹn á, thì dầu một chút thôi, chứ một ánh mắt của người khác thôi, một cái mỉm cười đầy ẩn ý của người khác thôi đủ để họ thấy nhột rồi. Đó là giống như ngựa hiền bóng roi như vậy, giống như con tướng mã thì thấy cái dáng roi là nó đủ để nó giọt rồi nha. Như ngựa hiền bóng roi như vậy này, thì có những người là họ có cái lòng tự thẹn, họ có cái lòng tự trọng á, một chút thì nào nó thấy khó chịu. Còn có người thì họ thấy sao cũng được kệ, miễn sao xong việc của mình thì thôi. Thì ở đây cái câu này rất là dễ hiểu lầm nha. Cái hạng người mà nó miễn sao xong việc thì thôi đó, thì nó có hai trường hợp. Chắc ở đây ai cũng trên 18 tuổi thì hiểu tôi muốn nói cái gì. Có cái hạng là giống như họ không biết tự thiện, họ chỉ lo cái lợi ích của họ, họ không cần màng cái dư luận gì hết. Đó là một. Cái hạng thứ hai đó là kiên trì. Một khi mình đã làm dầu cho bị cuộc đời nó hiểu lầm thì kể mình cũng cắn răng mình làm. Thì các vị nghe tôi nói thì các vị hiểu là khi nằm làm chuyện tốt thì cái dư luận nó nhiều khi nó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Còn khi mà làm chuyện xấu đó thì dầu chuyện xấu nhỏ cũng không nên. Trong cái kinh nó nói đừng chê cái ác nhỏ như từng giọt nước rơi, lâu ngày mình sẽ đầy. Thì cái điều ác là mình luôn tập lâu ngày nó cũng sẽ thành nhiều. Đừng chê điều ác nhỏ mà không làm là bởi vậy đó. Bởi vì từng giọt nước nhỏ nó sẽ làm đầy cái bình. Và cũng đừng chê việc ác nhỏ mà làm, và đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm. Là bởi vì cái từng nhỏ nhỏ, những cái nhỏ lâu ngày mình đã lớn. Ai đi chơi thì trong hang động như Phong Nha, Kẻ Bàng thấy cái thạch nhũ thì biết. Muốn có một cái thạch nhũ như vậy mà mình thấy trong núi đó là phải mất cái hàng triệu năm. Và tôi có được có cái dịp đứng quan sát ở San Austin, mình Texas, cái chỗ mà của cái hang động mà nó đang hình thành thạch nhũ trong đó đó. Tôi thấy từng cái giọt nước trên trần nó nhiễu xuống, và trong mỗi giọt nước như vậy đó nó có một chút xíu cặn của chất vôi, của đá vôi đó, một xíu cặn. Thì cứ mỗi một giọt nước mà nó rớt xuống thì nó để làm chút xíu cặn dính ở chỗ đó. Các vị tưởng tượng một giọt nước nó để là một ít cặn vôi đó, mà trong suốt nhiều triệu năm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái thạch nhũ cao 5-7 mét là chuyện rất là bình thường, và nó cứng vô biên, cứng vô cùng. Cho nên nó là cái sự tích lũy nó lâu ngày nó cũng lớn chuyện như vậy không nha. Còn lúc như một ngày mình làm vài điếu thuốc lâu ngày bị ung thư, một ngày mình làm chút ít rượu lâu ngày mình bị gan, một ngày mình ăn dư chút ít dầu mỡ thì lâu ngày mình bị như cholesterol, bị tim mạch. Dễ lắm quý vị, muốn chết ngày nay nhiều cái chết lắm. Ngày xưa tôi nhớ, theo cái nhớ của tôi, ở miền Tây Nam Bộ, mình muốn có gì ăn ngọt á thì đâu có dịp. Trong nhất là những người ở vùng sâu vùng xa muốn ăn ngọt thì chỉ có một cách là chỉ có cái mía thôi, hoặc là trái cây, những trái cây ngọt. Còn muốn nữa lâu lâu đi chợ về mua đường về nấu chè thôi. Thời xưa đó, hồi xưa là phố và quê giống nhau, còn hôm nay đó cái cơ hội để cái điều kiện nó ăn ngọt nó dễ ẹt, ở đâu cũng có hàng quán tiệm tùng hết, chỉ quan là một ít tiền thôi là mình sẽ có đồ ngọt mình ăn đã luôn nha. Cho nên ngày hôm nay cơ hội chết ẩu, chết oan nó nhiều lắm, dư đường rồi dư mỡ rồi bị cao máu rồi tùm lum hết. Ok, cho nên đừng coi thường những miếng ăn nhỏ, bởi vì nó sẽ mang theo đó cái mầm của thần chết nha.
Rồi tiếp theo là đó là Đức Phật đang nói, đó là một cái một nửa bài kệ nha. À, cái một nửa bài kệ là biết tìm đâu ở đời này một người sống có lòng tự thẹn, biết sống nhẹ, biết sống để mà không bị người khác chê bai, có lòng tự trọng bén nhạy như con tuấn mã, chỉ nhìn thấy bóng roi là đã tự chạy. Đó là cái câu kệ thứ nhất. Rồi bốn câu rồi tiếp theo theo là bốn câu nữa, đó là với một cái người mà có chánh niệm ấy, Vichara Sada Sata đó, cái người với người có chánh niệm thường xuyên thì dầu một cái lỗi nhỏ cũng đủ để cho họ biết tự thẹn rồi nhé. Cách chinh thích kula bạc, đó là cái người mà sống mà Vichara Sada Sata, cái nghĩa là thường xuyên sống chánh niệm ấy, thường xuyên sống chánh niệm ấy thì dầu một cái lỗi nhỏ cũng đủ làm cho họ thấy thẹn. Ví dụ nha, tôi chỉ ví dụ thôi mà nó khổ cho mình, sống thiệt quá nhiều khi mình cũng thiệt thòi ha, nhưng mình thiệt quá nữa. Tôi ví dụ thôi, ví dụ như mình liếc trộm một người nào đó mà mình bị bắt gặp đó, mình cũng quê chứ ha. Thí dụ như là mình liếc trộm mà ta bị người ta quay lên ta nhìn mình đó, để cho người ta biết là mình đang nhìn trộm họ đó, đó cũng kiểu quê, thì đó gọi là chuyện nhỏ là vậy đó. Tức là hoặc là nhiều khi mình để cho người ta biết rằng mình đang bực mình thì cái chuyện nó cũng là chuyện dễ ha, chuyện dễ. Tôi giảng ở đây cũng dùng thấy mặt tôi thì nó đỡ, đó mà tôi giảng mà trực tiếp giảng live mà trước mặt Phật tử đó, có những trường hợp tôi cũng nóng tính chứ, tôi nóng tính. Mình đã nói ba lần bốn lượt rồi mà họ không thèm nghe ha, mà họ cứ để câu đàn hỏi trở lại, mà lúc đó ráng mỉm cười để mà giải thích lần nữa thì em e rằng hơi khó ha. Mà mình giảng ba lần bốn lượt mà nó ngồi cái mặt nó bi vậy đó, đánh đợi nói xong mới hỏi nữa, mà chỉ một chút xíu đó thôi mà mình để cho người ta thấy mình có vẻ nóng tính là đã quê. Ví dụ như tôi ví dụ thôi chứ nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tôi là người có lòng tự thẹn, không dám nha. Tôi chỉ ví dụ một chút như vậy thôi, mình đã diễn thì diễn cho nó tới luôn. Ít ra trước mặt phụ tử mình phải là cái người mà coi như là cái khả năng kham nhẫn vô bờ và lòng từ bi không có bến, đấy trí tuệ thì cao siêu mà coi như là cảm nhân kham nhẫn thì vô hạn, đấy lúc nào mình cũng muốn diễn như vậy hết. Mình đi dạy nói giảng pháp Như Lai mà tưởng tượng Như Lai phải như vậy chứ, mà nó khổ một chỗ là cuộc đời nó không cho phép mình dễ thương như vậy hoài. Cho nên nhiều khi mình cũng có những cái phản ứng, có những cái biểu lộ mà nó không đẹp, mà sau đó mình về nghĩ mình cũng thấy hơi kỳ kỳ đấy. Thì cho nên là mà cái điều đó tại sao mình có được là vì mình phải sống trong chánh niệm thường. Mình ngày hôm kia hôm qua tôi có hỏi các vị một câu mà tôi sợ các vị quên. Tôi hỏi các vị chứ tại sao những người tập võ là một, tập khí công yoga thể dục dưỡng sinh mà hỏi khỏe hơn những người bình thường, biết có bị còn nhớ câu hỏi đó không? Tôi nhắc lại, tại sao những người mà tập võ thuật này, rồi yoga khí công rồi thể dục thẩm mỹ thì hỏi khỏe hơn người bình thường? Khi tôi hỏi như vậy thì hầu hết đã trả lời thế này, tôi nói thì tại vì cơ thể nó vận động thường xuyên, các cơ bắp nó được được nhồi được bóp rồi tự nhiên nó khỏe thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà xin thưa, cái ý của tôi không phải, cái thông pháp tôi không biết cái đó, mà cái này mới quan trọng nè, cái này mới quan trọng nè, là bởi vì những cái kẻ đó, những cái kẻ mà yoga khí công võ thuật gì đó, họ là cái người thường xuyên dòm ngó cái bản thân mình nhiều hơn cái người bình thường đấy. Ví dụ như mình nhiều khi 2 3 ngày á mình mới để ý, ồ sao cái cổ tay của tôi nó đau vậy ta, sao kỳ vậy ta, ồ sao kỳ vậy, ồ đúng rồi sao tôi, đúng là tôi để ý rồi, 2 3 ngày nay chứ mỗi lần tôi không xuống cái lưng nó đau, hôm qua tôi thấy nó bị kỳ mà sao tôi quên. Nhưng mà đối với cái dân tập thì không có vậy, thì ngày nào họ cũng làm việc với từng cái khớp, từng cái cơ trong người của họ hết á, và ngày nào một cái mỗi lần tập là họ hay để ý, họ hay để ý là cái cổ tay của mình, cái đầu gối của mình, cái chỏ của mình, cái khuỷu của mình, cái lưng của mình, cái cột sống của mình, cái cổ của mình, cái vai của mình. Thì họ là người đang tập mà, tập võ thuật mà, đi một bài quyền như vậy thì gần như không có cái chỗ nào trong người mình mà không được vận động hết. Rồi cứ nửa tiếng đồng hồ mà tập cái thể dục thẩm mỹ rồi yoga rồi khí công dưỡng sinh thái cực quyền, thì tôi hỏi quý vị tập dùm tôi mà trong vòng mà nửa tiếng mà quý vị không phát hiện được trong cái cơ bắp thân thể có vấn đề thì tôi xin thưa quý vị đi chết đi nha. Tập nửa tiếng hồ mà không biết mình trục trặc chỗ nào thì cái nước uống thuốc rầy chứ sống như nó chặt bách nha. Cho nên cái vấn đề quan trọng ở đây là những người thường xuyên tập luyện họ khỏe, đúng
họ khỏe là vì họ họ có vận động cơ thể, họ tiếp xúc thiên nhiên gì đó, như cái bà thầy Nhiên mới nói rằng đó đúng rồi đó. Nhưng mà cái tôi muốn nói không phải là cái đó, mà tôi muốn nói rằng vì những cái kẻ này là thường xuyên dòm ngó bản thân nhiều nhất đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Các bạn biết tôi đâu có phải là cái tay mà đấm đá, rồi đâu phải là cái tay mà lao động thường xuyên gì đâu. Vậy chứ lâu lâu tôi đi tắm tôi phát hiện có một cái vết bầm, có một vết bầm mà tôi không nhớ nó ở đâu nó ra. Tôi tìm nhớ hoài, nghĩ hoài mà không nhớ, mà cứ nhớ cái câu thơ của Dương Tử Lê: yêu em mà tháng chạp mà vết bầm tháng hai cơ đã, thân thể bầm dập không tìm ra lý do mà đi nhớ một cái câu thơ. Trời ơi đất ơi, yêu em tháng chạp mà dấu bầm tháng hai, hoặc là nhớ câu thơ của Cung Đồng Tử: ôm em đông tây hôm nay mà nhớ em ngày Tết, vết thương bầm dập trong người trong nhà tắm không thèm tìm ra lý do mà cứ nhớ hai cái câu thơ trời đánh đó. Đấy. Cho nên ở đây mới nói rằng là có nghĩa là với một cái người mà thường xuyên sống chánh niệm ấy, thì họ biết luôn biết tự thẹn với những cái lỗi lầm dù nhỏ nhất là vậy đó, sống thường xuyên ở trong tình trạng báo động này. Và tôi nhớ tôi có viết một cái bài mà Đoạn Văn, cái tựa đề là Hoạt Tử Mộ đấy, thì trong đó tôi có đề cập đến cái cách ngủ của tiểu long nữ mà trong thần điên địa nghiệp ấy, là bà ngủ trên một cái sợi dây thôi đấy. Rồi sau đó khi mà bà nhận Dương Hóa làm đệ tử thì bà bắt Dương Hóa phải ngủ trên một cái giường hàn băng thạch, cái giường là lạnh ngắt. Thì tôi rất là tâm đắc với hai cái kiểu ngủ đó, là vì sao? Là vì một cao thủ thật sự đó là họ phải luôn luôn ngủ trong một cái tình trạng tỉnh thức, bởi vì đối với một cao thủ đó mà cái sự quên mình ấy, nó đồng nghĩa với tự sát, một cái sự thiếu cảnh giác nó đồng nghĩa với cái sự là tự tử. À, một cao thủ thật sự thì dầu lúc say rượu hay là lúc đang nằm ngủ thì phải luôn luôn trong tình trạng là sẵn sàng phản ứng đấy. Mà Tàu nó có một câu là cư an tư nguy nữa, cư an tư nguy có nghĩa là dầu đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là ok thì anh cũng phải luôn luôn sống trong một tình trạng tỉnh thức đấy. Sống là phải hy vọng vào cái tốt nhưng mà cũng phải luôn luôn đề phòng những cái bất trắc đấy, gọi là cư an, là sống trong cái yên. Tư nguy là phải nhớ đến cái lúc mà nó có vấn đề, có cái trục trặc đấy. Thì cái người thường xuyên sống chánh niệm là như vậy đó. Cho nên phải ngủ trên dây mà kiểu như tiểu long nữ thì đâu có ngủ mê được. Cảm ơn. Và tiếp theo là âm tâm đúc khát bậc quy giác nhẹ cho đồng đu sanh hiền sanh năng. Thì với cái người mà có cái khả năng mà chánh niệm thường trực để dễ dàng biết tự thiện với những cái lầm lỗi nhỏ nhất, thì cái người như vậy là người có cái khả năng chấm dứt đau khổ. Vì sao? Là vì nhất nhất mỗi niệm khởi lên trong lòng họ đều được họ phát hiện, và đó chính là tinh thần tứ niệm xứ. Vì sao chúng ta tham giận, vì sao chúng ta thương thích ghét sợ, là bởi vì chúng ta sống trong ảo giác, mà ảo giác nó chỉ có mặt khi mà chánh niệm và trí tuệ đi vắng nha. Mà vắng chủ nhà thì gà nó gặp cũng như tôm là chỗ đó đó. Chánh niệm và trí tuệ đi vắng thì chúng ta mới bắt đầu sống ở trong cái vọng chấp, sống trong cái giả niệm, sống trong cái ảo tưởng đấy, là cái này nó dễ thương này, cái này nó đẹp này, cái này nó hay này, cái này nó ngon này, cái này nó thơm này, cái này thấy ghét này, cái này đáng sợ này, mình phải chạy lên cái này này, mình phải chạy lên cái này, mình phải chạy trốn cái kia, mình phải chối bỏ, mình phải phủ nhận, mình phải phản ứng tới cái này, mà mình phải đắm đuối, mình yêu thương, mình thích thú, mình ôm ấp, mình nuối tiếc, mình ước vọng cái này này. Thì toàn bộ những cái đó là những cái giả niệm, là những cái ngộ nhận, những cái hư tưởng, những cái ảo giác, mà nó chỉ có khi mà niệm đi vắng. Cho nên cái người thường xuyên sống chánh niệm chính là một hành giả, đệ nhất hành giả. Nếu có ai hỏi tôi lớn tuổi rồi không nhớ gì hết để học, xin cho tôi một pháp môn, thì tôi cũng chỉ có môn niệm thôi. Tôi nói bây giờ chỉ có niệm thôi. Thì mình biết mình đang đi, biết mình đang nhai, biết mình đang nuốt, dốt gì dốt, mình nói để ý như vậy thì mình sẽ bớt được rất là nhiều lầm lỗi. Còn nếu mà mình biết thêm Phật pháp đó thì tốt lắm nha, tốt lắm. Còn nếu mình dốt quá dốt thì chỉ nhớ như đó, tức là mình làm gì biết đó, và chỉ cần tâm niệm một điều, cái gì đi nữa tốt xấu buồn vui đến rồi sẽ đi. Hai câu thần chú đó, câu thứ nhất là tôi phải biết rõ cái gì đang xảy ra tôi phải biết rõ cái gì đang xảy ra, và cái câu thần chú thứ hai là
tất cả tốt xấu buồn vui đều là những áng mây đến rồi đi, nghĩa là những dòng nước chảy. Đứng bên bờ mà tưởng tiếc là điều không nên. Các vị còn nhớ cái câu khắc chu cầu kiếm không? Một anh công tử đi với một anh đầy tớ qua sông. Khi đi giữa đường thì công tử làm rớt thanh kiếm xuống dòng nước, thì mới kêu thằng đầy tớ lặn, thầy tớ nói nước này chỗ này nó sâu mà nước chảy xiết, để vô bờ con đi mò cho công tử, con có làm dấu rồi, làm dấu chỗ mà nãy công tử làm rớt á, làm rớt cái thanh gươm á, con làm dấu rồi để vô bờ để nó nước nó cạn con sẽ xuống con mò. Cái câu chuyện đó đối với nhiều người nó là cái câu chuyện cười, nhưng đối với tôi nó là một câu chuyện rất là minh triết, rất là thông minh, rất là tứ niệm xứ. Cái thanh gươm rơi ở đây mà mình đi làm dấu để mình vào bờ mình tìm. Cái đời sống này tất cả những tưởng tiếc, tất cả những hoài vọng của mình ấy, nó cũng y chang như cái thái độ ngu khờ của anh đệ tá đó vậy đó. Tưởng tiếc quá khứ là hoài hay là hoài vọng tương lai, trong khi đó cái dòng chảy của danh sách thì nó cứ từng giây nó đi tới miên viễn miệt mài không có dừng nghỉ. Thệ như tư phù bất xả trú dạ, tôi nhớ câu nói của Khổng Tử. Và một ngày Khổng Tử đứng trên bờ sông nhìn nước chảy, Khổng Tử nói thệ như tư phù bất xả trú dạ, trời ơi ngày đêm nó trôi qua vùng vực như nước không có ngừng lại. Rồi trong Duy Thức có cái câu hằng chuyển như bột lưu để diễn tả cái danh sách của mình ấy, nó luôn nó bị trôi tới, nó bị đẩy về phía trước không có kèm lại được. Cho nên mình tưởng tiếc quá khứ hay là hoài vọng tương lai là chuyện không nên, mà cái quan trọng nhất là sống ngay trong hiện tại. Và tôi còn nhớ đến một cái câu chuyện có vẻ lạc đề mà cũng nên kể ở đây. Đó là có hai ông cháu đi làm cái nghề nghề xiết, cái hát xiết, hát xiết mà nghèo lắm, không có dụng cụ gì hết, mà họ cũng không có nghề nghiệp gì, mà họ không có tay nghề gì mình chuyên môn xuất sắc hết. Họ chỉ có một chuyện một thôi, là cái người này ôm cái cây cột tre để như người kia leo lên trên cái ngọn rồi tuột xuống, người bà con thấy lạ họ cho tiền như vậy thôi. Dĩ ôm cái cây tre đi đâu cũng giá cái cây tre đó theo, rồi có một người ông nội mà giữ cái dưới thì đứa cháu nó leo, mà đứa cháu nó giữ thì ông nội nó leo, và như vậy thôi. Thì một ngày kia đó, thì sau nhiều năm mình đi hành nghề khắp nơi để tha phương cầu thực như vậy đó, thì có một ngày kia đến một cái thị trấn, thì hai ông cháu cũng bày đồ nghề ra mà diễn. Thì lần đó đứa cháu nó hơi giật mình, nó thấy rằng khi nó ôm cái cây tre đó cho ông nội lâu á, rồi thì nó thấy ông nội hình như bây giờ yếu lắm rồi, cái khả năng mà đeo bám rồi phản ứng của ông nội chậm hơn ngày xưa nhiều lắm. Nó lo, nó ôm, nó sợ ông nội xảy tay, nên nó đứng với nó ôm cái gốc tre mà nó nói nội có ok không, nội có được hay không. Thì ông nội trả lời một câu rất là Phật pháp, ông nội nói thế này: cháu đừng có lo, cứ lo cái chuyện của cháu đi, cháu lo ôm cái gốc tre đi nha. Cháu lo, cháu có nghĩa là cháu đang lo cho ông nội. Chứ bây giờ mà cháu cứ dòm ông nội mà cháu mà xảy tay là chết cha ông nội, ok. Cho nên là cháu cứ lo cái phần của mình, cháu thương ông, cháu lo ông, thì cháu cứ giữ chặt cái phần của cháu, thì có nghĩa là cháu đang lo cho ông đó. Ở đây cũng vậy, chánh niệm là gì? Chuyện đời cái gì cũng có thể bỏ qua hết, chỉ có một chuyện không nên bỏ qua, đó là những gì đang xảy ra mà mình phải biết bằng chánh niệm. Đó là cái chuyện mà mình không thể bỏ qua được nha. Giống như người ông nói với người cháu: cháu cứ lo cái chuyện của cháu thì mọi chuyện nó sẽ xong hết, chỉ cần mọi người sống trong cái tinh thần tỉnh thức nha, thì chuyện gì cũng xong. Tại sao có khủng bố tại biên giới, tại sao có xâm lược xâm lăng, tại sao có chuyện tù tội bắt bớ đàn áp khủng bố người này giữ như với người kia là sao? Là bởi vì người ta sống không tỉnh thức. Phải nói như vậy, người ta sống không tỉnh thức. Có thể nói rằng một trong những đất nước mà đẹp nhất trên hành tinh này có thể nói là Miến Điện. Đúng, Miến Điện đã trải qua đúng nửa thế kỷ, từ năm 1962 đến năm 2012, đúng 50 năm, Miến Điện chìm trong bóng tối của quân phiệt độc tài. Nhưng mà phải nói rằng trong chừng ấy thời gian, người Miến Điện rất là giàu, sống về vật chất rất là nghèo đó, đời sống vật chất rất là nghèo. Nhưng mà người Miến Điện là một, tôi cho là một dân tộc duy nhất trên hành tinh này mà tôi cho là hạnh phúc. Họ có thể an lạc, họ có thể an lạc với đời sống nghèo khó của mình. Người Tây Tạng cũng vậy, người Tây Tạng cũng rất là an lạc với đời sống nghèo khó của mình. Nhưng mà dĩ nhiên từ cái góc độ của một tu sĩ Nam Tông, thì tôi thấy rằng cái tri kiến của Phật tử Nam Tông, tri kiến của Phật tử Tây Tạng có chút vấn đề, chỉ vậy thôi. Còn tôi là tu sĩ Nam Tông thì tôi thấy dĩ nhiên tôi ok với cái quan điểm tri kiến của Phật tử Miến Điện rồi. Nhưng mà tại sao tôi khen họ? Là bởi vì phải nói rằng người Miến Điện là tôi cho rằng là một dân tộc duy nhất cho đến nay, so far,
họ an lạc với cái họ có một cách ý nghĩa nhất, chánh pháp nhất. Và nếu hôm nay quý vị trong tâm hỏi tôi ước mơ của tôi lớn nhất là gì, thì tôi sẽ nói rằng ước mơ lớn nhất của tôi đó chính là tôi tìm được một miếng đất hợp pháp. Hợp pháp là sao? Hợp pháp nghĩa là tôi có chủ quyền, không phải tôi ham làm chủ. Mà đây tôi sợ rằng nếu tôi không có làm chủ, tôi sẽ cái chỗ đó nó không có giữ được cái ý nghĩa ban đầu mà tôi đã đặt ra trước khi xây dựng. Tôi muốn có một cái nơi chốn ở ở Menio. Menio là một cái phố núi, phố núi mà gần Mandalay ấy, nó mát như Đà Lạt, nó cách Mandalay chỉ có 6-7 cây số, mà giữa khi Mandalay nóng như một cái chảo lửa đó thì Menio nó lạnh se se như Đà Lạt, nó đẹp kinh hoàng lắm, nó đẹp như Bà Nà, Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt của Việt Nam vậy đó, mà dưới cách chảo lửa Mandalay đúng 6-7 cây số, hoặc là như Bà Nà mà cách Đà Nẵng chỉ có 30 cây số mà nó cao 1.400 m, mà nó mát lạnh như thế nào. Thì Menio thì tôi muốn ở đó, Menio có một cái gọi là dựa vào dân rung đó, dầu sao nó là thủ đô của mình, có một cái cơ sở, một miếng đất rộng gần bờ sông gọi là gần chân núi. Tôi sẽ cho xây tường cao lên và trong bên trong đó, tôi trồng toàn là cỏ Nhật không thôi, và tôi sẽ làm những cái góc nhỏ trong đó bằng vách đất mà lập tranh. Tôi thích như vậy lắm. Để tại sao như vậy? Vì có những hành giả Việt Nam họ không quen với cái sinh hoạt, không quen với sinh hoạt và cách ăn uống người Miến Điện ấy. Thì tôi đang nói Myanmar, Myanmar là Miến Điện ấy. Thì tôi muốn là những người muốn qua đó học chữ Miến Điện, học giáo lý Miến Điện, học thiền với Miến Điện, thì buổi đầu họ nên làm quen như bằng cách họ ở một cái chỗ gần thiền viện. Hoặc là họ cứ ở thiền viện mà khi nghe trục trặc cái gì đó thì họ có thể chạy ra ngoài cái chỗ của tôi. Ở đó họ sẽ được chăm sóc, được ăn uống, được thuốc men theo cái kiểu mà mình muốn. Chứ còn ở trong thiền viện mình không được, thiền viện mình đòi cái kiểu đó không được. Còn nếu mình đẩy vô bệnh viện thì có vị biết mà, bệnh viện Miến Điện hôm nay nó còn kinh hoàng hơn là bệnh viện ở Việt Nam, tôi không còn nghèo lắm nha. Mà tôi ở châu Âu này, tôi có một cái phước đó là tôi chia sẻ với các vị với một ý cực kỳ dễ thương nha, chứ không có ý gì hết. Tôi đang có một cái phước đó là tôi có quen với mấy người Phật tử, họ có thể cho tôi một năm á là mấy trăm ký lô thuốc tây, mà toàn thuốc thuốc thú dữ không đó, thuốc cho đó mà, để họ là người dược sĩ bán thuốc đó. Thì nếu mà có một cái chỗ nào mà ở Việt Nam, ở Thái Lan đó mà được như tôi nói đó, thì cái lượng cái gì tôi không dám hứa, mà thuốc tây đó, hay thuốc tây đó là thuốc trị bệnh bệnh này bệnh kia, thuốc bổ, kể cả những loại thuốc mà mấy trăm đô la một hộp đó vẫn có. Mà tôi phải nói tính bằng thùng bằng thúng nha, chứ không tính bằng hộp nữa, tính bằng thùng bằng thúng, chứ không tính bằng ký cũng sẽ đâu. Thì cái chỗ đó đó sẽ là cái chỗ mà bà con tăng ni Phật tử nghĩa của mình ấy đến Miến Điện. Đó là ước mơ của tôi. Ước mơ thứ hai là tôi có tiền, tôi sẽ in hết những cái sách vở mà tôi cho là quan trọng của Miến Điện mà họ không có điều kiện in, hoặc là in xấu quá. Tôi nhìn mấy ông sư nhỏ Miến Điện mà coi như rẻ không, mà học kinh mà học bằng cách mà đi photo đó, là tôi thấy tôi nản rồi. Thứ nhất chữ nó mờ, thứ hai nó cái mực photo nó độc lắm. Cái mực photo nó độc mà cứ lật rồi lấy cái tay ra lưỡi liếm liếm rồi lật từng tờ tờ từng tờ, đem cái chất độc phun của cái mực đem bỏ vào miệng của mình. Thì thử hỏi mấy anh cha này mới mốt mà thuộc lòng tâm trạng này chắc cũng sống 3 bữa là đứt bóng, là tại vì cả đời nuốt toàn cái mực tới không rồi. Cho nên tại sao mình không in lại đàng hoàng cho người ta? Mà Phật tử Việt Nam mà nó thì cứ khoái các cái chùa mà những cái chuyện nó không chịu chồm. Hoặc là mới ngày hôm qua tôi mới nói chuyện với một cô Phật tử ở tại Thụy Sĩ, mới ngày hôm qua thôi, cũng kể cho tôi nghe cái thiền viện bên anh mê chết, hoàn toàn miễn phí, mỗi Phật tử một cái cốc nha, có rest, có toilet trong đó, và thức ăn đó là hoàn toàn miễn phí, cho mình ăn theo cái tiêu chuẩn rất là lành mạnh. Là sao? Là ăn mỗi thứ ăn cái gì đó là cái chuyện đầu tiên là họ tránh đường quá mặn, quá ngọt, quá dư chất béo, cho ăn trái cây rau quả. Buổi chiều ai có nhu cầu thì phải cho mình sữa tươi, một chút bánh mì, một chút sô cô la, một chút sữa, nếu đó là có nhu cầu. Còn buổi trưa là nhìn cái mâm ăn có tưởng là trong bệnh viện không, rau trái bánh mì nấm, tất cả những món rất là nhẹ nhàng, rồi họ dạy mình dùng những cái thứ thực phẩm rất là lành, ví dụ như là biết uống trà bạc hà, biết uống trà xanh thay vì trà ướp, trà mạn, trà mùi của Việt Nam, ví dụ như vậy. Mà tại ăn lê đó, thì tôi nghĩ nếu mà là tôi là quý vị có tiền, thay vì cách một cái chùa rồi bỏ đó, thay vì các cái chùa trong bao la rồi cứ để đó, thì thay vì như vậy thì tại sao mình không hỗ trợ những cái thiền viện,
những cái học viện mà người ta đang đi vào hoạt động và đầy hiệu quả thì tại sao mình không bận tâm? Mà cứ ăn rồi cái chổng mông các chùa các đệ nó biết ai hả, cứ ăn rồi các rồi pháp học không phát triển, pháp hành không phát triển thì tôi thấy có vấn đề. Xin lỗi, nói cho tôi nói một câu không ổn nha, cái đầu mình để ở đâu? Cất cho đã rồi để nó e sợ. Trong khi những cái thiền viện, những cái học viện trong Miến Điện nó thiếu tùm lum nít vô cái nhà cậu người ta, mình phải nói là mình thấy gớm luôn. Mà có ngon thì nhà nó sửa cái nhà cậu người ta đi, không, không là không, cứ lấy tiền cho các chùa mới chơi vậy đó. Mình khi mình đi xung nghiêm, xin lỗi, mình ra đó người ta đối xử mình như thế nào, mình đi vô ra mình không thấy hả? Mình vô trong trong nhai người ta đối xử mình ra sao hả? Người ta mắc mới thì mình, ta đâu phải là người bà thân bà con thân thích thì biết mình. Mà đôi khi mình ăn rồi là mình cứ nhào hải hành thì mình đi kiếm người ta, mà cứ cắt từ chú gà cái chùa mới là mình cắt. Mà vấn đề là cắt cho ai ở và cái chùa đó nó có phát triển cái gì. Ok, đó một hồi chúng chữ nữa, tôi đã hết giờ, xin chào bà con, bye bye.